Vô đây, vô con, vô đây con, vô đây, vô đây. Ngồi 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 ngồi, ngồi đi con, ngồi. Cua quả xá ngon luôn. Ngon chứ Tám, con lựa cho Tám mà, loại nhất luôn đó, phải ngon chứ. Qua chơi với Tám được rồi. Bày đặt mua này mua nọ chi vậy không biết nữa Trời ơi, có gì đâu, miệng Tám thích là được, là con vui lắm rồi. à. Xuân à, Xuân. Xuân ơi. Dạ, con ra liền. Đang nấu nướng bự tùm lum hết trơn, dạ má kêu con. Đem này xuống dưới động dùng má coi. Dạ. Rồi rồi lấy nước rót cho khách uống đi con. Dạ, được rồi, rồi má đưa con đi. Ủa, mà Xuân có biết rộng không Tám? Sợ nó chết là uổng lắm đó. Mấy xuống dưới làm luôn đi. Ê, con không biết rộng thì thôi đem xuống dưới luộc đi rồi đem lên đãi khách mời khách ăn. Đi lẹ lên đi. Dạ. Trời ơi. Cua này á, con cũng phải mua ở chỗ uy tín lắm đó Tám. Chứ mà mình mua những chỗ mà không đảm bảo á, là dễ bị tráo thành cua không có ngon lắm đó Tám. Uống nước đi con, uống nước ha. Dạ. Má, phải chi trưa vậy mà có nước cam uống á, là tốt cho sức khỏe lắm đó Tám. Nước cam hả? Ở dưới có nước cam không con? Làm cho má 2 ly đi con. Dạ cam thì không có, chứ giờ muốn uống nước chanh á thì con đi xuống cứa cho thằng Giao là có liền. Thôi thôi thôi, con uống này được rồi Tám, để không thôi Xuân không có Thôi được vui. được mà, khách tới nhà cái mặt chầm dầm. Đi 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 pha nước cam đi. Dạ có 2 ly nước mà. cam. Tám, hồi trước giờ Tám có ăn cua huỳnh đế bao giờ chưa? Cua Cà Mau á, ngon thì ngon nhưng mà không thể nào mà sang bằng cua huỳnh đế hết trơn á. Trời ơi, Tám thấy mà Tám thèm luôn vậy đó hả? Trời ơi, thấy ở trên cái gì mà YouTube á, đăng mà ta nói thèm mà mắc quá không dám mua. Để bữa nào á con mua cho Tám ăn. Trời ơi, mắc thì mắc nhưng mà Tám vui á là được rồi. Trời ơi, ta nói tìm đâu ra mà đứa con gái ngoan ngoãn rồi nết na như con vậy không biết nữa hả? Biết nghĩ tới người khác, con thiệt ra có tấm lòng lương thiện ghê nơi luôn vậy đó hà. Đưa đây đây lẹ coi. Dạ má. Làm cái gì chậm chạp quá. Cảm Nghe ơn con, Xuân nha. xuống làm cua nhanh giùm cái đi. Để tôi còn đãi khách nữa chứ mặt chầm dầm như vậy thiệt mất lịch sự quá. Uống đi con, uống đi con. Cái gì đâu. Dạ. Ủa Tám, Xuân á, ở nhà miết gì luôn hả Tám? Thì nó ở nhà lo cơm nước. Ủa vậy rồi ở nhà đi làm? Lộc đi làm. Ồ, vậy hả? Vậy thì tội anh Lộc dữ á. Tám, còn có cách này con bày cho Tám, vừa phụ được anh Lộc á, mà vừa có thêm thu nhập nữa đó Tám. Cái chuyện gì mà hốt bạc dữ vậy con? Đâu con nói cho Tám nghe coi. Bây giờ Tám mở quán nước đi, vừa có thêm thu nhập á, mà vừa đỡ buồn nữa. Mà coi vậy nếu đông khách là coi như mình giàu to luôn đó Tám. Nhưng mà Tám quên là bữa hổm thầy ổng phán con với Tám rất là hạp tuổi làm ăn luôn đó. Với lại nếu mà mình mở quán mà đông khách á là mình sẽ phất lên luôn đó Tám. Mà con thấy á nha, Tám duyên dáng như vậy nè thì chắc chắn khách sẽ tới nườm nượp luôn đó. Con thấy Tám duyên dáng lắm hả con? Con nói thiệt mà. Với lại còn quan sát ở gần đây không có quán nước nào hết trơn á. Buổi sáng mấy ông già, nhất là mấy thanh niên muốn uống cà phê cà pháo là phải ra tuốt ở thị xã. Đúng rồi, hay là bắt con Xuân bán được không? Đâu có được, tự nhiên bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu công sức đưa cho Xuân, Xuân hốt bạc hết hả? Mà nếu như mà lỡ có đông khách quá thì con sẽ phụ cho Tám hết, Tám đừng có lo. Như vậy thì bác cháu mình có dịp để gặp gỡ nói chuyện với nhau thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi, chứ con cứ tới lui đây hoài Xuân thấy Xuân không có thích đâu Tám. Tội nghiệp cho con quá à. Tới lui còn phải giữ giữ kẻ dòm ngó rồi sợ người ta dòm ngó lại mình. Nhưng mà bây giờ Tám Tám bắt đầu là từ đâu? Nghe thì ham quá nhưng mà không biết phải làm sao giờ con. Tám cứ yên tâm đi, con á sẽ tư vấn hỗ trợ Tám nhiệt tình luôn. Nay mai gì đó mà Tám rảnh á thì con với Tám đi coi mặt bằng liền.
Mà làm liền vậy luôn hả con? Làm liền chứ, mình đã nói thì mình phải làm. Đầu xuôi á thì đuôi mới lọt được chứ. Đúng rồi. Đúng. Thưa má, con mới về. Ờ, anh mới qua chơi hả? Mới về hả dạ. Con? Ờ, ngồi ngồi đi con. Nè. Ờ, uống nước đi, uống nước rồi má nói chuyện con nghe. Dạ. Lộc ơi. Dạ. Có cái chuyện này mô muốn nói với con nghe nha. Có chuyện gì má? Má tính mở quán nước á, con thấy làm sao? Con nghĩ là má nên suy nghĩ kỹ lại đi. Tại vì bây giờ thời buổi làm ăn khó khăn lắm, không có giống như lúc trước đâu. Nếu mà má muốn làm ăn cái gì á, thì má phải chuẩn bị kỹ tiền, bạc, nhân lực, nhân sự rồi đủ thứ hết á. Chứ không có đơn giản đâu. Mà với lại nhà mình cũng đâu phải là thiếu thốn gì kinh tế đâu. Má còn mấy miếng đất mới phóng lộ đó. Nếu má cần tiền á, má bán đỡ một miếng rồi má gửi ngân hàng, má lấy lãi ăn từ từ cũng được vậy. Cần gì phải bán. Nhưng mà nó là cũng là đất của tổ tiên để lại. Dẫu may mắn có con lộ phóng ra đường thì miếng đất nó mới có giá vậy. Mà mình cũng đừng có ỷ vào miếng đất đó. Mình là con người mình cũng phải biết làm lụng chứ con. Phải không? Có đồng tiền vô đồng tiền ra. Đúng không? Chứ giả lại có cái quán như vậy á, người ta tới lui, người ta tới lui, rồi nghĩa là bè bạn tới nói chuyện cũng đỡ buồn con. Trời ơi, có gì đâu. Nếu má buồn á thì má chơi với bé Hương. Còn nếu má buồn nữa thì má bắt con chuồn chuồn chơi cho đỡ buồn. Mày vô duyên, mày có vợ rồi, mày bắt tao chơi chuồn chuồn sao được mày. Anh Lộc đừng có lo. Tám chỉ cần mở quán ra rồi ngồi trong thôi à. Còn lại tất cả mọi thứ em sẽ lo từ A tới Z hết. Thấy chưa? Có nói lo đó thấy chưa? Nhưng mà má đã nói rồi, con có cản rãn gì cách mấy má cũng phải làm. Má phải quyết định, má đã quyết định, má làm cái chuyện kinh doanh này mới được. Chanh à, Tám cảm ơn con hết sức vậy đó. Từ nào giờ không có ai mà nghĩ cho Tám như con vậy đâu á. Phải chi con là dâu, là con hay là cháu gì trong gia đình thì cũng được con ha. Dạ. Dạ con mừng cua xong rồi con mời hai má xuống ăn cua. Con mời má xuống ăn cua. Đi ăn cua con. Dạ. Đi con. Gì mà trề trề cái mỏ ra vậy? Con ngồi nữa. Nãy giờ ngồi đó có nghe má không? Má kêu người ta ước gì là con dâu kìa. Trời ơi, thôi mà em biết rồi, em biết tính má mà. Má mà hễ ai mà xua nịnh nói ngon nói ngọt á là má khen lấy khen để à. Nhưng mà trong bụng má không có nghĩ gì hết á. Thôi, đừng có buồn nữa. Không có gì đâu. Chiều nay anh chở về ngoại chơi được không? Chịu. Ừ. Về chơi cho tía tôi vui hơn. Tía, tía ăn cơm với tụi con đi tía. Tía, tía ăn cơm đi tía. Tía ốm lắm lo, rồi. Lo ăn đi. Ăn mà vô bồi bổ cho cái chân nó mau lành đi. Tía ăn con mới dám ăn chứ con đâu dám hổn vậy. Tía ăn đi. Mấy món này anh hai nấu từ sáng cho tới chiều. Anh hai ốm luôn rồi nè. Con Hạnh khi nào nó về? Vợ chồng cô đang tính. Cần gì phải tính? Về với nó gom đồ gom đạc rồi đi về đây ở. Tính toán chi cho nó cực vậy? Dạ, tại vì tía má vợ con thương con quá, cho nên là muốn Hạnh ở bển cho vui. Trời, đã gả người ta đi rồi, thấy không? Còn muốn ở vui vậy? Trước đây đừng có gả nó, để nhà đi, ngâm nó làm mắm. Còn nếu không ngâm làm mắm thì nè, đóng cái chuồng này bỏ nó vô rồi vợ chồng nè hai một khỉ già ngồi ngắm nó đi. Trời, chứ nói là con tưởng tượng ra thấy ghê vậy tía. Ghê ghê cái gì mày? Thôi mà tía, không phải là tía má vợ con không cho về. Tía má muốn ở bển để cho tiện chăm sóc, rồi khi nào sinh xong nhỏ cứng thì mới cho về tía. Mày nói vậy chắc ở nhà này không biết chăm sóc à? Ừ, nhưng mà chăm sóc người thường khác, còn chăm sóc người sinh nở khác chứ tía. Nhà mình đàn ông con trai không à, chăm sóc sao tiện được. Đôi khi sinh ra không có người chỉ dạy, rồi dinh dưỡng này kia lúc sinh nở không có tiện đâu tía. Má bày nè, hồi xưa đó má bày có ai đâu, cũng có tao với má bày thôi. Rồi cũng sinh được hai đứa con như tụi bay bây giờ, cũng nuôi lớn phà phà, khỏe khoắn hay có gì đâu.
Mà đúng, con mày nói đúng. Bây giờ rồi, thời đại này rồi, có gì đâu. Nếu mình không biết cái gì á thì mình gõ vô cái gì mà người ta gọi là cái UB gì nữa, cái gì? Trời ơi, cái đó con biết rồi. Cái đó là người ta kêu là Google với lại YouTube. À, Google gì đó, rồi cái YouTube gì, YouTube gì đó. Đó, gõ vô người ta chỉ dạy thôi chứ mắc mớ gì mà phải. Đâu phải cần cái sự giúp đỡ lúc nào, phải cần là phải có ba mẹ ruột ở cái bên là mới sanh nở được. Ừ. Tía này mệt quá, con nói hoài mà tía không chịu nghe, không chịu thương con gì hết trơn à. Tía, nhưng mà không có nhân nghị gì hết mày. Tao nói rồi nghe, 3 ngày nữa mà không đưa vợ mày về đây nghe thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa. Tía này. Anh hai biết tính tía mà. Anh hai để nó đi đi. Con thấy cái chuyện nó có gì đâu mà tự nhiên tía làm gì mà tía căng căng quá trời căng luôn vậy. Trời ơi, vò cắn sao rồi, chừng nào cắt bột? Dạ con tính nói với anh hai ăn cơm xong rồi chở con đi cắt nè. Bây giờ anh đi luôn rồi. Thôi khỏi đi, khỏi nhờ tính á. Tía đưa mình đi cắt, còn không được tới lại sao tao lấy kéo tao cắt cho. Trời ơi, tía lấy kéo cắt luôn hả? Chơi luôn. Thôi đừng có làm vậy. Làm luôn có gì đâu, cùng lắm thì băng vô lại. Trời ơi, thôi ăn cơm đi, cái chuyện nó tính sao. Chủ quán ơi, cho em ly nước cam đi. Rồi có liền. Cuộc tình như nắng. Nhậu sớm lắm hay sao mà xỉn nỉn vậy? Đi làm về mệt. Cái chuyện anh kêu em dụ bà Tám mở cái quán cà phê làm sao rồi? Có một chút khó khăn ban đầu, nhưng mà cuối cùng em cũng thuyết phục được hai má con bả rồi. Giỏi lắm. Nhưng mà nhớ phải làm theo lời dặn của anh nha. Moi tiền của bà Tám càng nhiều càng tốt, hiểu chưa? Không. Cái gì? Sao cái gì á, cũng bắt em làm hết. Anh không có làm gì hết, mà không bao giờ thấy anh thưởng cho em gì hết trơn. Thưởng hả? Được, thưởng thì thưởng chứ có gì đâu. Nè. Hả? Rồi thiệt hả? Ừ, cất đi. Rồi, tiền đâu nhiều dữ vậy anh? Bữa nay anh số đỏ cho nên thắng lớn. Cục cưng muốn mua sắm gì cứ mua sắm không? Nhưng mà còn lại là nhớ cất cho anh đó, không có được xài bậy không? Em biết rồi. Yêu anh quá. Yêu nhất á là lúc anh cho tiền em đó. Vậy là thương tiền chứ không có thương tôi phải không? Đâu có đâu, thương cả hai. Kỳ này mở cái quán cà phê ra, anh sẽ biến chỗ đó thành một cái tụ điểm để chúng ta vui chơi làm ăn. Anh định làm gì? Từ từ, đừng có nóng. Tới đó rồi em sẽ biết. Anh mới qua hả? Ừ. Gì vậy? Thăm vợ mà mặt buồn hiu à? Bộ bị tía la nữa hả? Ừ. Tía vẫn kiên quyết muốn mẹ con em đi về bển để tía chăm sóc. Giờ anh không biết tính sao nữa. Vậy anh có giải thích với tía là em mới sanh đứa đầu, em về bển nó không có ai chăm sóc hết, em ở đây có má em yên tâm hơn không? Có chứ. Anh nói chuyện với tía hả? Muốn khô cổ họng luôn á. Mà tía vẫn không chịu nghe. Giờ anh muốn khan tiếng luôn rồi nè. Khổ ghê luôn á. Nói vậy mà tía cũng không chịu nữa. Rồi giờ anh tính sao? Anh cũng không biết làm sao nữa. Tía không muốn nói chuyện với anh nữa. Tía còn nói hả, hai đứa mình mà không về bển là tía sẽ từ mặt tụi mình luôn á. Trời, cái gì nghiêm trọng dữ vậy luôn á hả? Ừ. Mà thiệt, giới tính của tía, dám tía nói tía làm thiệt luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á, muốn ở đây cũng không được nữa. Bây giờ thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ sao giờ. Thiệt hả vợ? Rồi tới lúc em sinh nở thì sao?
tới đâu tính tới đó. Em nghĩ lớt lớt chắc cũng qua được. Bây giờ em không về bển á, tí sẽ dằn vặt anh. Rồi thôi, vợ chồng mình chịu vậy chứ sao giờ. Anh cảm ơn vợ. Chỉ có vợ mới hiểu được chồng thôi à. Vợ chồng mà nói chuyện khách sáo rồi, cảm ơn nữa. Dạ, dạ thưa tía, con mới qua. Tía có cần con phụ gì không tía? Thôi, khỏi cần, khỏi cần, sắp xong rồi. Dạ. Ăn không? Ôi, chua lắm. Còn tía má bên này nữa. Nhất là tía đó, anh sợ là tía không có chịu đâu. Em sẽ tìm cách thuyết phục tía cho. Anh nghĩ là kiểu này chắc có chuyện lớn quá. Anh không muốn là hai gia đình của mình cứ xung đột mâu thuẫn hoài như vậy đâu. Thế mà được lòng bên đây thì mất lòng bên kia. Đứng giữa hai bên yêu thương thiệt là khó xử quá. Mới qua hả con? Dạ, thưa má, con mới qua. Trời ơi, má nghe hết rồi. Má nói nghe nè, đừng có lo. Về phần tía bày á, cứ để má nói cho. Tía bày á, mặc dù ổng nóng tánh, ổng hơi cứng đầu, nhưng mà ổng cũng là người biết chuyện ha. Chung quy á, cũng tại ổng thương con, thương cháu thôi. Còn con nữa. Dạ. Có bầu có bì, phải giữ cho tinh thần mình nó vui vẻ, nó tươi tắn thì sinh em bé ra nó mới khỏe mạnh, mới vui vẻ được, biết không con? Yên tâm đi, chuyện của tía để má lo cho. Má nói ổng sẽ hiểu. Nó dò cẳng gì mà cứ ban ra đường mà đi không à, đi vô lại coi. Sao nó còn thốn thốn chứ? Ráng đi. Trời ơi, mới tháo bột rồi. Chúng nó lành rồi mà tao mới tháo bột cho con mà con làm gì vậy? Con sợ con buông cái cây này ra con té nữa tía. Con nhát quá. Đây, nè, nè, thả ra đi. Nè, rồi nè. Ây da. Làm gì vậy? Mày đứng thẳng coi. Con thấy nó niễn niễn nó sệ sệ sao tía? Do mày bị sệ đó. Sệ gì? Cái chân này chắc lâu ngày không đi cho nó lâu nó chì sao nó sệ bên. Ráng tập đi cho nó đàng hoàng coi. Dạ. Đứng nguyên chỗ này đi nè, nó bỏ lên nó quen đi, không sao đâu. Nó có bị lần nữa về tía bó bột lại cho. Trời, tía biết bó luôn hả? Trời ơi, bột mì tao bó cho coi, nó hỏi nó rồi, bột mì bó không có gì đâu đâu. Đi đi, kệ nó không sao đâu. Ráng đi, rồi. Con đỡ nè tía. Tía nhìn gì vậy? Khoan. Ê. Hả? Nhìn kìa. Hai cái gian phu, ơi không phải. Cái gì? Hai cái đứa mà câu cá. Con An với cái thằng đó lắm, bữa hôm tía con mình thấy nhớ không? Con nhớ mặt thằng này rồi. Thôi đi, mình đi đường khác, đừng đi đường này gặp nó. Không, con phải gặp nó. Thôi gặp nó chi con. Thôi đi đường khác đi con, đừng gặp nó. Dạ, chào bác. Ê, tanh. Cái nạn mà làm như cái súng gì thế? Bác à? Gì? Bác bị gì lâu chưa? Lâu rồi. Ê, quên lộn. Này, không phải, cái này cầm chơi thôi. Dạ. Nè, hỏi bác Hồng hả? Vườn chuối của người ta, mày đi vòng vòng đây mày định làm cái chuyện u ế hả? Không phải. Chứ đâu tìm gì vậy? Con đi tham quan thôi. Tham quan? Đế. Cái gì? Phải ăn cầu cá không? Đó, nó đó trời. Thì ra là mày. Tại sao mày tới, mày giật vợ của tao? Tao nói thiệt với mày nghe. Hôm nay tế gì? Tế giữ con cái này làm con đá nó một cái. Thôi đừng con, đừng. Đá chi, mày đá chi. Chứ cầm cái này lên đập chứ đá chi cho mệt không? Ha. Ủa, giật vợ lần sau. Vợ anh là ai? Vậy nó không biết hả tế? Qua nắm cổ nó, nói chuyện nó nè. Dì qua đi, thôi cho đấm chống đỡ đi. Dì qua giùm cái coi. Để tôi đỡ qua. Vậy đi. Nè, bây giờ mới nắm cổ nè. Nè. Đừng có giỡn với tôi nha. Anh ạ, con chừng cái chân anh kìa. Không sao, tôi quýnh bằng cái nạn mà. Đừng có giỡn với tôi, đừng có đụng người yêu tôi một cái nữa là tôi chọt cái này từ đằng trước rồi cái đằng sau nghe chưa? Trời ơi, con mắt đâu rồi? Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh có sao không vậy? Anh không sao. Anh này anh nói anh giật vợ ảnh là ai? Anh không biết. Trời ơi, anh làm giả gì điên vậy? Giả điên không biết. Dạ con chào bác. Chào con. Tại sao vậy? Tại sao em theo nó em bỏ anh? Hả? Em là cái thứ gọi là tham phú phụ bực. Nè, anh im đi. Hả? Anh làm gì mà anh nắm cổ áo ảnh? Hả? Chính mắt anh thấy, chính mắt tía anh thấy mà. Đúng không tía? Thấy cái gì? Đúng đó bên hồ cá.
hai đứa câu nhau. Cái gì? À quên, hai đứa câu cá rồi câu nhau luôn. Anh đúng là ăn nói bậy bạ quá rồi. Té gì? Nói giùm con một tiếng té. Nói gì bữa thấy rõ ràng luôn, hai tiếng con tụi thấy nè. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh mà còn thái độ như vậy nữa hả? Tôi không thèm nói chuyện nữa đâu. Đi về anh. Em không muốn nói thì thôi. Anh chỉ nói với em là cái đồ là tham đẹp quên xấu. Ngu quá. Tự nhiên mình cho mình xấu. À ha, chửi gì kỳ vậy? Anh chỉ nói với em mê xấu quên đẹp. Mê xấu quên đẹp. Đúng rồi. Tham phú phụ bần. Đúng rồi. Rồi à, lăn lòn cắt đất. Cái từ đó hơi nặng đó nha. Xí hụt, cái chân bên kia mới đau. Nhưng mà này nè. Trời ơi. Trời sao tôi ngu vậy trời. Đi nhắc gì vậy trời. Quên. Anh mà nói tôi lăn lòn một lần nữa hả là có chuyện lớn đó nha. Ở đâu ra cái thói côn đồ như vậy hả? Trời ơi, nó binh luôn. Quá trời binh ơi. Được rồi, anh mà cứ giữ thái độ đó nói chuyện hả? Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Mình đi về. Còn anh ăn. Kiểu anh này anh nổi nữa. Chứ bằng anh yêu luôn đi. Ừ. Anh ơi, con chuyện té rồi anh ơi. Thưa bác, con về. Con chuyện té đó. Quá tâm làm cái gì? Hay quá. Dạ. Con mà không đau chân nãy giờ con bay đá kẹp cổ rồi đó thế. Thôi, cái loại người đó vậy thôi đừng nói nữa mà. Thôi. Quá mà. Thôi về. Tù này cũng phải trả. Thôi đi về. Về tê. Ê, chết. Biết cũng bị luôn hả? Chết sao tao dính cái chân trong này rồi. Trời ơi. Nó mở tiếng coi. Tém tém cái này vô. Mày qua bên đây nè, mày đẩy ra. Què còn bị hầm nữa. Ây, trời ơi. Dẫn trọn vô đây chi. Ui da. Ây da. Trời ơi, ở trên này dưới to. Nó to, ở dưới này nó teo. Hèn chi trọt dính vô luôn. Thôi, đi về. Ở bên nhà bây có chuyện gì bệnh bây giấu tao phải không? Dạ. Thôi nếu muốn giấu thì thôi. Bây giờ bây dẫn vợ con bây về bệnh đi. À, đừng có ở đây chơi nữa. Đi đi. Dạ, để con nói. Tại bình thường con hay phụ Xuân việc nhà, việc này, việc kia. Cho nên má con, bà chướng con mắt bà không ưa. Cái bà cự hoài à. Rồi dạo gần đây hay dẫn Chanh về chơi. Rồi chê bai Xuân này nọ. Con Chanh là con nào? Dạ, bạn chơi chung với tụi con hồi nhỏ. Cổ ở xóm trên á, mà mới Sài Gòn về à. Nè, tao nói cho mày biết nha. Con tao là tao có dạy dỗ đàng hoàng nha. Hả? Bà đừng có đem con nào đó vô đó để so sánh mà chê bai con tao là không có được đâu đó. Nếu bà không ưng á, ngày đó bà đừng có cưới. Thà tao biết như vậy, tao để con tao ở vậy luôn á. Tía. Tía mà để Xuân ở vậy tội nghiệp con lắm luôn á. Và ai tội nghiệp cho gia đình tao? Ai tội nghiệp cho con tao? Hả? Ở đó mà tội nghiệp cho mày. Má mày đi chứ ai? Ngày xưa đây đòi cưới sớm, sao bây giờ về chê bai khủng bố tinh thần con gái ta? Chuyện này để im không được rồi. Để tía phải qua gặp má bày nói chuyện. Thôi mà tía mà đi là lớn chuyện luôn á. Tía đừng đi tía. Đúng rồi đó tía. Tía cũng rành tính má con quá rồi. Bây giờ mà tía qua bên đó, má con càng nóng giận thêm nữa. Ta nói cho mày nghe nha. Chính vì tao biết cái tính bà, cho nên tao qua tao mừng một lần để cho bà sợ. Nha, mày đừng có cản tao. Tía. Trời ơi, giờ sao? Đuổi theo chứ sao? Còn xa không con? Dạ, tới rồi nè. Tới rồi. Dạ đây nè. À. Mình vô coi đi. Ở đây hả con? Dạ. Chỗ này hả con? Đây nè. Tắm đi từ từ thôi. Tắm, người ta sang cho mình á là có sẵn bàn ghế luôn. Vậy hả? Dạ. Ôi, thiệt cái chỗ này công nhận nó tiện thiệt nha con. Trời ơi, có sông nước gì nè. Con thấy vị trí ở đây ổn nè. Mà lại thoáng mát nữa đó dì Tám. Con thấy cái quán này sao chứ Tám thì Tám ưng ý dữ lắm rồi đó. Con thấy ngon lành rồi đó Tám. Vậy thì mình vô mình đặt cọc liền đi ngang. Khoan, mặc dù mình ưng á thì mình ưng, mà Tám để từ từ đi. Mình đi kiếm 2-3 cái mặt bằng nữa, biết đâu lại có cái mặt bằng khác ngon hơn thì sao. Với lại thấy mình chần chừ như vậy á, biết đâu ông chủ giảm giá cho mình. Rồi biết chừng đâu có người ta tới ta thuê rồi sao con. Còn có kinh nghiệm trong chuyện này mà. Với lại mình đang nắm phần cán, Tắm đừng có lo nha. Thiệt hả con? Đằng nào thì mình cũng sẽ lựa được cái mặt bằng ngon lành nè. Dạ hả con? Dạ. Thôi, mình đi Tắm. Mình đi. Dạ. Công nhận cái chỗ này Tắm thấy Tắm vừa ý nhất luôn con ơi. Mình đi qua mặt bằng khác coi đi rồi hãy quyết định Tắm. Ê
Đang chờ điện thoại của Khang hả? Uống miếng nước đi. Dạ. Em không hiểu tại sao anh Khang lại nói em là người bắt cá hai tay với lại phụ tình đó. Ảnh thừa biết tính em. Từ hồi em quen ảnh tới giờ, em đâu có ngó nghiêng tới một người con trai nào khác đâu, chứ đừng nói chi mà đi chung. Vậy mà anh có những lời lẽ xúc phạm em như vậy. Nếu mà tính ra, từ hồi em quen ảnh tới giờ là em chỉ đi với mình anh thôi đó. Ủa em nói vậy là sao? À, chắc vậy rồi. Hèn chi, cái lúc mà anh túm cổ áo anh nói anh giật vợ của anh, mà anh ở bệnh từ nhỏ, lúc đầu anh đâu có hiểu. Chết rồi. Thì ra là như vậy. Mà anh cũng kỳ thiệt đó. Anh thừa biết là anh ở bệnh mới về, anh đâu có rành đường đi nước bước đâu. Em không dẫn anh đi thì ai dẫn anh đi? Không lẽ là tí em hả? Có vậy thôi cũng ghen nữa. Đúng là ghen mù quáng mà. Anh ghen là phải rồi, đâu có mù quáng. Tại vì anh với em cũng đâu có bà con họ hàng gì, đâu có cùng chung huyết thống gì đâu. Phải rồi em ơi, anh thấy anh ghen là có cái lý của anh, chứ đâu phải sai gì đâu. Ủa, nói vậy là em dẫn theo trai ảnh ghen vậy là đúng á hả? Vậy thôi bây giờ anh qua bển giải thích cho anh biết giùm em được không? Nói là anh với em không có gì hết, anh chỉ là người ở xa mới về, không có rành đường, cho nên là em là người dẫn đường đưa lối cho anh đi thôi. Anh qua giải thích giùm em được không? Anh đi qua giải thích giùm em. Ừ. Ôi trời 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 trời. Ủa như vậy có ổn không? Em, anh thấy anh Khang anh khỏe lắm đó. Ban đầu anh thấy anh đi cờ nhắc, anh tưởng anh níu. Vậy mà khi ảnh nhảy lên túm được cổ áo của anh, mà chưa hết, còn có cha của anh nữa. Nhưng chuyện này á là mấu chốt ở anh. Anh không tháo gỡ cho em á thì ai tháo gỡ đây? Thiệt á. Tám nói con nghe nè. Con á, con giỏi giang nè nha, con dễ thương nè nha, con dịu dàng nữa. Sau này đấy ha, mà ai mà người cưới con á, người đó có phước lắm đó. Tám đúng là bạc phần, không có phước để làm mẹ chồng của con. Phải chi mà con về đây sớm hơn, phải chi mà Tám biết con sớm hơn thì Tám... Dạ con cũng buồn vì mình không có may mắn được làm con dâu của Tám nè. Chứ hồi đó con với anh Lộc cũng có từng thích nhau chứ bộ. Sao? Con với anh Lộc đã từng thích nhau hả? Hồi nào dạ. Mà sao Tám không biết? Dạ, chuyện cũng lâu rồi Tám. Con với ảnh cũng quen nhau được một thời gian, cũng chín mùi rồi. Lúc đó tụi con cũng định cho gia đình hai bên biết, nhưng mà tự nhiên cái Xuân xuất hiện rồi chơi chung với tụi con, chen ngang luôn. Sao mà trái ngang vậy? Thằng Lộc thiệt là thiệt tình luôn á. Vậy mà nó cũng bỏ con cho đành hả? Biết sao được giờ Tám, tại con không bằng người ta mà. Bởi vậy cho nên con mới buồn, con mới bỏ lên Sài Gòn làm một thời gian đó. Bây giờ nhớ lại, con vẫn còn sót nè. Từ đó tới giờ con cũng đâu quen ai được đâu Tám. Thiệt tình, sao mà tội cho con quá à. Nhưng mà Tám thấy nó không có bằng con đó nha. Con thì đẹp người đẹp nết, lại dễ thương nữa. Còn con Xuân đó hả, cái mặt hiền lành như vậy mà đi cướp bộ của bạn. Tám phải nói cái chuyện này cho thằng Lộc biết mới được. Cái chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi, con định chôn giấu luôn rồi. Tự nhiên hôm nay khi không lại nói với Tám chi không biết nữa. Nói cho ai nghe hết á Tám. Nhất là anh Lộc á Tám. Tại vì dù sao bây giờ anh cũng có gia đình rồi. Còn cô không muốn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của anh Lộc với Xuân. Trời ơi, con độ lượng quá à. Chuyện đã như vậy mà con phải lo cho hạnh phúc của người ta nữa. Tám ngưỡng mộ con quá đi chanh ơi. Chẳng bù lại với con Xuân. Bởi vậy từ đầu nhìn cái mặt của nó là Tám không ưng rồi. Mà thằng Lộc muốn cưới cho bằng được vậy đó hả? Đúng là không hiểu sao mà mình lại mù quáng để cho tụi nó cưới nhau. Thiệt là tức quá mà. Tức cái gì vậy cô Tám? Tức tức cái gì hả?
Tôi hỏi cô nè, tôi gả con gái tôi, nó qua nó làm dâu nhà cô à, bây giờ cô nói nó là không được này không được nọ, ý cô muốn sao? Là tại vì tôi tức cái rằng là tại sao mà nó làm vợ mà nó không phụ chồng nó để cho chồng nó phụ cái này phụ cái kia, chứ tôi không có nói cái gì hết trơn á. Trời á, tôi không có hành hạ nó, anh đừng có hỏi ren hỏi ron tôi kiểu đó. Cái chuyện cô nói là nó vô lý. Sao vô lý? Nè, cô đừng tưởng tôi không có biết. Anh biết cái gì? Anh biết cái gì? Cô chê bai nó, cô mắng mỏ nó, cô chửi bới nó. Trời ơi, tôi có hành hạ, tôi có đánh đập nó bao giờ đâu mà cứ mà nói quan nói tình cho tôi vậy đó hả? Có phải vậy không? Tôi có đánh đập nó không? Hả? Tôi có đánh đập nó bao giờ không hả? Phải không Chanh? Dạ. À, cái cô này là cô Chanh đấy hả? Chanh chua gì đấy hả? Có nghe đồn tưởng ngon lắm. Nhìn lại cũng đâu khác gì con mắm đâu. Đàn bà đó là phải phốt pháp mới phúc hậu. Giống tôi hả? Không, trừ bà ra. Nghe. Ghét. Không phúc hậu một chút xíu nè. Đi ganh tị con dâu từng ly từng tí. Tôi nói thiệt với cô nha, cái chuyện mà con tôi á, nó nhờ chồng nó mà chồng nó làm á, đó là cái chuyện vợ chồng của nó phụ với nhau. Cô ăn ở sao mà con cô nói không nghe đó. Cô phải nên nói như vậy. Còn con này nha, mày đừng có hòng mà mày vô mày tắm bị thóc, mày thóc bị gạo rồi mày chờ hả? Mày chờ cơ hội cho con tao cái này cái kia rồi mày nhào vô hả? Còn lâu rồi. Anh vừa phải thôi nghe anh sao? Con tôi lúc nào nó cũng phải nghe lời tôi hết trơn á. Trời á, từ ngày cưới nó về đây, thằng Lộc con tôi nó không bao giờ nghe lời tôi. Tôi nói tiếng nào nó cãi lời tiếng nói. Hey, nó chỉ biết nghe lời vợ của nó thôi. Tại sao hỏi sao tôi không tức được chứ? Tại cô vô lý quá mà. Sao vô lý? Bây giờ cô thử ra cái hầm á, cô soi cái mặt cô xuống dưới đó, cô hỏi thử mấy con cá nó còn kêu cô vô lý á. Nhưng mà tôi tức quá mà. Thứ gì đâu mà ngang ngược. Anh mới là người ngang ngược đó. Anh đứng lại anh nói chuyện với tôi nè. Con đừng bỏ đi. Anh ngang ngược với ai mà ngang ngược? Trời ơi, tức quá trời. Tám, ơi. Tám bình tĩnh đi Tám. Đừng có tức giận quá mà Tám. Thôi, thôi mình đi về. Đi Tám. Về con. Dạ, không đi về. Không tao cái ông này mà ông đứng đây một lát nữa tao trào máu với ông. Thôi, 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 trời đi về. Trời ơi, tức ơi là tức à, trời ơi. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Lá này héo không có tính nha. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu. Không yêu. Không yêu hoài trời. Không lẽ số phận của mình là định mệnh hay sao? Lá lẽ mà. Anh đếm vậy phải rồi. Ờ. Lá khế mà. Lá khế lá nào cũng phải lẻ thôi. Buồn quá. Tôi nói anh nghe. Tôi kể anh nghe chuyện này. Ừ. Tôi kể anh nghe là cái gì vậy? Hả? Tự nhiên qua đây như vậy hả? Ôi dạ. Anh có sao không? Có sao không? Cẩn thận. Cẩn thận đó. Cẩn thận đi đó. Về đi. Đừng có qua đây nữa. Qua đây muốn làm nhục tôi hay gì? Đi về đi. Sao biết nhà tôi mà qua đây hả? An chỉ cho tôi qua đây. Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi đó. Tôi không muốn nghe. Ông nên về đi. Ông nên biến đi. Tôi tới đây gặp anh về chuyện của anh. Chuyện Út An. Phải. Anh giận cô ấy, khiến cho An ăn không ngon, ngủ không được, khóc lóc quá trời kìa. Tôi không có tin ông nữa. Ông đi về đi. Trong nhà này không có chứa chấp cái bản mặt giống như ông. Đi về đi. Biến đi. An chỉ một mình anh thôi đó. Dạ con mời má uống nước cam. Mời ai kia uống nước cam. Cô quá lắm cô. Mới có về bệnh chút xíu thôi à, mà tàu hót, mà mét đủ thứ hết trơn á trời à. Bộ cô thấy bà má chồng này ác với cô dữ lắm phải không? Đâu có ác nhiều đâu, con nói với tía con má ác có một chút rồi. Vậy đó ha, ác chút cũng là ác. Cảm ơn à, không dám. Thôi Tám đừng có nóng giận nữa. Chắc là Xuân không có cố ý như vậy đâu. Nhiều khi là bác trai bên đó xót con gái quá cho nên nóng giận chút vậy thôi à. Con đúng thiệt là hiền lành tốt bụng. Cô thấy chưa, con gái nhà người ta hiền lành như vậy á, phải chi mà cô hiền ngoan như vậy. Tôi đâu có chửi cô, tôi đâu có trách mắng gì cô.
Thôi Tám đừng nóng giận nữa, mình uống nước cam đi cho khỏe nha. Tám uống đi con, nước này con uống đi con, uống cho hạ quả con. Lần này không biết là Xuân có dắt nhiều cam vô đây không, chứ lần trước Xuân làm dở quá uống không nổi luôn á. Trời đất ơi, người ta dắt cho uống rồi mà còn chê ổng chê eo nữa. Thôi nếu mà thấy dở thì thôi đổ đi đừng uống. Trời, Xuân làm gì mà dữ vậy? Tôi chỉ góp ý thôi mà. Trời ơi, người ta mới nói đỡ cho cô chút xíu vậy à, mà làm cái gì, nói cái gì mà đổ này đổ nọ. Cô nói vậy là ý cô muốn nói luôn tôi đó phải không? Dạ con xin lỗi má, con có ý nói tới má, nhưng mà thiệt tình con tức lắm luôn á má. Má là má chồng con, bây giờ má sai con làm gì cũng được, má chửi con cỡ nào cũng được hết đó. Mà mắc mới gì bây giờ con phải hầu hạ người dân nữa. Trời đất ơi, cái gì đâu mà nói người ta là hầu hạ. Người ta là người quý, người ta đỡ cho cô những lời nói như vậy. Bây giờ cô đứng đây cô trả treo với tôi nữa, không biết yêu quý người ta mà nói hầu này hầu nọ nữa à. Không con. Má, nãy giờ con nghe hết rồi đó, con thấy là không được chút nào á. Sao không được? Còn Chanh, tôi thấy càng ngày cô càng quá đáng rồi nha Chanh. Ê, nha mày nói vậy là tao là người sai phải không? Má để con nói hết cho. Cô qua đây chơi, cô là khách, chủ nhà người ta quý cô, xuống nặng cam cho cô uống. Cô chê dở, chê này chê kia, nếu mà dở lỡ uống rồi móc họng trào ra đi. Như vậy, như vậy là con nói má sai đúng không? Con... Đó, cô thấy chưa? Nó là thằng con của tôi, hen, mà nó còn dám trả treo với tôi như vậy đó, hen. Cho cô vừa lòng cô. Bực mình quá, đi con, đi lên. Đi con, cầm nước cam theo uống con. Dạ. Ở đây nhìn mặt hai đứa này trào máu thêm. Bữa sau nó đòi uống nước cam nữa hả? Em lấy dài em cứa nó cho nó uống nước chanh luôn. Thôi từ từ, tôi thiệt là hồ đồ. Trời ơi, tôi hối hận quá, không biết nói với anh sao luôn. Bữa hổm tôi thấy ông đang đứng câu cá, tôi tưởng ông câu vợ tôi luôn. Ừ, anh hiểu được như vậy là tốt. Tôi nghĩ bây giờ anh nên đi xin lỗi An đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Xin lỗi không biết An chịu không nữa. Tại tía tôi tự nhiên làm lớn chuyện chi không biết. Tôi cảm ơn ông nha. Không có chi. Tha lỗi cho tôi nha. Tôi không kê nha. Ngon. À, hôm nay qua tới đây ha, ngon nha. Giác sát qua đây là mày ngon rồi, mày ngon rồi. Nè, mày muốn gì? Bây giờ mày muốn gì đây? Mày tới đây mày kiếm chuyện gì nữa đây? Không không tía ơi, chuyện này là hiểu lầm lâu. Làm gì? Khứa đâu qua đây làm gì đây? Khứa đâu qua đây làm gì? Dạ, qua đây để nói cái chuyện hiểu lầm thôi, chứ có gì đâu tía. Tía đừng làm gì người ta hết tía. Anh Nam về đi. Tôi về trước nha. Em đầu chuyện quá không có cản được. Em lấy cái này em cản cho. Tôi về bất ngờ. Tía, đừng có làm gì hết. Tía vô đây tía. Mày bỏ cái cây xuống rồi. Vô đây ngồi tía, đàng hoàng đi tía. Thằng ôn hoàng hụt dịch lộn này qua đây làm gì? Hả? Qua đi kiếm chuyện phải không? Không kiếm chuyện gì hết tía ơi. Tía tự nhiên tía chửi người ta. Chửi gì? Cái chuyện này chuyện do tía đó, cũng do tía mà ra không. Làm sao do tía hả? Làm sao do tía? Anh Nam là ổng từ bên Mỹ ổng về. Ổng về đây ổng chơi á, rồi ổng ở nhờ nhà bác Sáu Bảnh vài ngày thôi, chứ không có tình ý gì với Út An hết. An là An thương của mình con nè. Việt Kiều về ha, rồi ở bên nhà Sáu Bảnh rồi. Cha đó 11 nha, cha tham phú phụ bần nha. Cha đi theo nó bên Bảnh luôn, cha dẫn con An ra luôn bên đó cho mày biết. Không có đâu tía ơi. An mấy nãy An thương con á là An tức mà khóc quá trời ở bển đó. Bây giờ không biết sao nữa nè, chứ đâu phải An phụ tình bạc nghĩa thăm phú phụ bần gì con đâu tía. Mày nói thiệt không? Có nói thiệt mà. Chết rồi con ơi. Sao chết tía? Vậy lâu nay hai cha con mình bữa hôm mới qua bến là trời ơi, mình chửi mình trách ổng quá trời luôn rồi. Vậy mình trách sai ổng rồi con ơi. Có đâu có xuống tía chửi đâu, tía chửi ác quá mà. Bởi vì nghe nói cái lời nói là không mất tiền mua, lựa lời nói mà sao mà cho nó vừa lòng người ta, mà nói nó bậy nó bạ bây giờ sao, làm sao mà lấy lại đi. Thôi được rồi, để tí vô tí rửa mặt rửa tay cái, tí qua bển tí nói chuyện tí xin lỗi ổng. Dạ, con ở đây chờ tía nha tía. Ừ. Làm lẹ lẹ nha tía. Ừ. Ê, công nhận mình hay thiệt. Mới chút xíu giờ xong cái nồi rồi. Mai mốt mà cháu ngoại về bảo đảm rồi có cái chỗ nằm ngon lành. Chà, cái nồi đóng nhìn thấy cưng quá ha. Dòm thấy đã rồi đó bà. Thôi từ từ, rồi người đây thì vợ.
Dạ. Uống nước đi con. Uống nước đi. Dạ. Tía má. Con có chuyện muốn thưa với tía má. Nhưng mà con nói ra tía đừng la con nha. Thật ra là con muốn nói chuyện gì, mà con dặn tía đừng có la con là sao? Con nói đi. Tía cho con qua nhà anh Phúc ở nha tía. Cái gì? Cái này là thằng Phúc ép con về bên bệnh ở phải không? Dạ. Đúng dạ, không? Không có, không có. Cái này là con tự quyết định đó, không ai ép con hết. Dạ, đúng rồi đó tía. Hai bên gia đình, bên nào cũng muốn tụi con về sống chung hết, nên tụi con khó xử lắm. Tía má hiểu cho tụi con nghe tía má. Đúng rồi đó tía. Con cũng phân vân lắm. Nhưng mà bây giờ con xin tía, tía cho tụi con về bển ở đi. Chứ bây giờ tụi con không về bển á, ngày nào tía ở bển cũng dằn vặt anh Phúc hết trơn á. Con đứng ở giữa khó xử lắm á tía. Tía thử tía đặt tía vô hoàn cảnh con đi. Thôi ông, con nó nói vậy thì thôi đừng làm khó nó nữa. Mặc dù tụi nó ở đây thì vợ chồng mình vui, nhưng mà bên anh xui có mình ên ảnh, ảnh buồn tội nghiệp ảnh. Anh buồn hay là anh không vui gì mắc mớ gì tới tôi? Trời đất ơi, ông nói vậy nghe sao được. Nếu mà ổng không vui thì ổng chì chiết con mình, ổng hạch sách con mình, rồi sao tụi nó chịu nổi? Đó, ở bên đó ổng khó khăn với tụi nó, rồi ở bên đây ổng khó khăn với con. Ép tụi nó vô giữa như vậy, tụi nó ngộp thở, tụi nó chết luôn à, không sống nổi đâu. Ngộp mắc mớ gì tôi? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là bà cũng ủng hộ tụi nó về bển ở đúng không? Vậy bà ôm mấy bó tre về đây tôi đóng cái nôi cho nó làm cái gì? Thì đóng sẵn vậy, mai mốt cháu ngoại mình nó lớn nó về đây có cái mà nó nằm. Tôi nói vậy á, còn cương hay không tùy ông thôi ha. Khổ con cháu ông chứ khổ ai. Vợ à, vợ thôi mà vợ. Trời ơi, thôi nín đi, đừng có khóc, nín đi. Má biết là con khổ, nhưng mà tại vì á, con sanh ra nhà ngôi sao xấu ha, sanh ra trong một gia đình mà ông cha ông cương ông cứng đầu, ông lúc nào cũng muốn cho con cháu khổ chứ không muốn cho con cháu nó vui vẻ đâu. Thôi số khổ chịu đi. Anh ơi, vô gom hết đồ đi, mình về Sài Gòn đi, mình lên chợ tự đẻ tự nuôi luôn, khỏi ai dằn vặt hết. Tía có nói là tía không cho con về bển hồi nào đâu hả tía? Vậy tía cho con về nhà anh Phúc ở đúng không tía? Sao tự nhiên mày quay 180 độ hay vậy? Thì nó vui. Nè, nói về bển là vui liền, thấy không? Đó. Bây giờ tía dặn nè, con về bển á, mà nếu con cảm thấy con ở không được á, hay là trả, ha, đối xử với con không có tốt, không có đàng hoàng, thì con có việc về nhà bên này, lúc nào nhà này cũng mở rộng cửa đón con hết, yên tâm ha. Tía con lúc nào cũng thương con hết trơn á. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Cháu ngoại của tía ạ, nói là mẹ ơi, cảm ơn ông ngoại giùm con. Trời ơi, sao quá trời sao luôn vậy. Sao? Nói gì sao ngồi im hoài vậy? Nói cái gì là nói cái gì? Biết gì mà nói? Thì tôi biết lỗi tôi rồi. Tại vì do cái tánh tôi á, nó cũng bụp chụp rồi, nó cũng tương tước quá cho nên nó cứ tùm lum chuyện, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ anh biết là tính anh bụp chụp rồi tôm tướp rồi, đúng không? Ừ. Đó. Bởi vì bây giờ tôi nói anh nghe nè, già rồi đó, nói năng phải lựa lời, đừng có bụp chụp mà tôm hớp như kiểu đó nữa. Cái tính đó đâu phải tính tốt đâu. Hôm nay mới có chuyện vậy thôi chứ rồi trước giờ thấy đâu có cái chuyện gì xảy ra như vậy đâu. Nay cái gì? Tính ông từ xưa tới giờ vậy chứ nay cái gì? Tía, ông là lúc nào cũng tâm hơ tâm hớt. Nói năng thì không bao giờ lựa lời hết trơn trọi. Chụp vô là muốn chửi người ta, chụp vô là muốn chửi người ta rồi. Già rồi bớt khẩu nghiệp lại đi. Tôi Tía. Nè, tôi nói với anh sao nè. Bây giờ tôi qua đây nè, tôi đã nhúng nhường dữ lắm rồi, tôi chịu lép vế dữ lắm rồi, tôi xin lỗi anh đàng hoàng rồi. Thì thôi anh bỏ ra đi. Giờ anh moi ra đi, anh nghĩ ra đi. Còn bao nhiêu nữa cái chuyện nữa anh moi ra, anh dầu đổ một đồng nữa thì tôi chịu cho. Rồi xong tôi một lần cho dứt. Tía, được thôi, rồi tía. Thôi thì cái chuyện này ông đã suy nghĩ được rồi thôi. Tôi đâu có nói gì đâu. Đó, hôm nay qua đây thì tôi muốn nói anh vậy. Rồi thôi thì mình hai gia đình mình quê, nghe không? Làm quê đi, đừng gây gỗ nữa ha. Quê thì quê. Nói vậy phải nghe được không? Ừ.
Quê hả? Ừ thì quê. Thôi về chào bác Sáu về con. Dạ thưa bác Sáu con về. Ừ. Anh về nha. Ừ, bye anh. Trời ơi nè. Dạ cái cây. Ừ hai cây được không? Con nói cái này để nhà đi, tiếng cứ cầm theo hoài làm gì không biết nữa. Ba con suy nghĩ vậy là tốt đó. Quân tử phải phòng hậu. Ông cầm thêm cái cây này nữa, lỡ ông đi ông chửi người ta, người ta đập què giò ông có cái ông chống. Tôi nói cái gì vậy sao? Tía nói gì vậy bà vậy? Anh nói tụi tía nói vậy mới giỡn chơi không mà sừng cô rồi. Tôi nói cái chuyện gãy giò gãy cẳng luôn đó anh ơi. Thương con đi tía. Cái gì vậy? Dạ từ từ anh. Thôi được rồi, để tôi bắt đỡ cho nó cho. Đi. Quên chứ. Về nha. Ừ. Quỷ già. Chắc ông quỷ trẻ. Giờ chuyện của bác Năm Toản bay á, ngó vậy cũng ổn rồi. Dạ. Bây giờ còn bà Tâm Điệu nữa, tía không biết làm sao đây. Còn nghĩ á, với cái chuyện của tía nói với bác Tám hôm bữa, với cái tâm tánh của bác Tám như vậy á, thì chắc là cũng một phần gây khó dễ cho chị hai đó tía. Bởi vậy tía mới lo. Ê. Dạ. Không ấy bày điện thoại cho chị hai bày thử coi có chuyện gì không. Dạ. Alo, hai nghe nè Út, có chuyện gì vậy? Hả? Chị hai, bên đó chị hai có ổn không vậy? Tía lo, bác Tám có nói gì không chị hai? Trời ơi, hai ổn mà, không có chuyện gì hết á. Thôi nha, hai đang bận nha. Ừ. Rồi, tía nghe rồi đó, chị hai không có sao. Nó không sao là mừng rồi. Uống trà đi anh Năm. Dạ. Trà này ngon lắm á. Ôi, nói tới cái chuyện xui gia với gia đình cha Sáu Bảnh tôi đau đầu lắm chứ không phải riêng anh đâu. Sao vậy chị? Bộ chị với chả không có hạp hả? Hạp cái nỗi gì mà hạp. Anh nghĩ coi, có một thằng con trai tôi mang nặng đẻ đau nuôi cho tới lớn. Ừ. Cưới vợ về cho nó, không biết về con vợ của nó đấy ha. Dạy cái gì, nói cái gì mà nó cãi lời tôi nghe ông ống. Vậy sao? Ừ. Trời đất ơi, mà chị có dạy đúng không? Không lý tôi đặt điều với tụi nó làm sao mà anh nói vậy? Quên. Đó, anh nghĩ coi, mà cái thằng Lộc nha, tôi nói nó chiều, nó cưng Xuân dữ lắm anh. Thấy không? Con Xuân nó kêu cái gì, nó sai cái gì, nó làm răm rắp vậy. Trời ơi, vậy đâu có được đâu, cái gì cũng có mức độ đúng không? Ừ. Làm gì quá luôn á. Nếu mà làm vậy Lập để kiểu đó mai mốt nó leo đầu chị nó ngồi luôn á. Nó leo rồi còn gì nữa mà mai mốt. Leo ngồi chỗ nào? Nó leo lên đầu tôi nó ngồi rồi ha. Trời ơi thiệt tình vậy đâu có được đâu. Anh nói nha, anh cẩn thận nha. Mai mốt mà anh gả cái thằng con của anh cho gái út của ông Sáu Bảnh á, anh phải dặn dò thằng con anh. Để không thôi á, hai chị em nó giống nhau lắm đó. Khỏi lo chị khỏi lo, trời đất ơi. Nè, tôi đe nó từ ở nhà rồi, tôi răng nó từ ở nhà rồi. Được không được thì thôi, nghe không? Chứ không có chấp nhận cái kiểu đó được. Kiểu gì đâu mà đưa coi cha mẹ mình không ra vậy sao được. Đúng rồi anh. Tôi không chấp nhận. Có cái nỗi là tôi buồn nhất là thằng con của tôi. Sao? Nuôi nó như vậy, dạy nó như vậy, mà bây giờ ha, cái gì nó cũng nói vợ chồng nó đúng hết. Trời ơi, cái thằng buồn này lắm chứ anh. Thằng quá tệ rồi, cái thằng nó tệ quá rồi. Thằng Lộc này bởi vậy. Ủa bác Năm, bác mới qua chơi hả? Ừ con. Thưa má, con mới về. Ôi trời, gì mà nóng muốn banh da luôn vậy đó. Bác Năm ra đường nhớ đội nón nha, không thôi là banh da đầu bác Năm luôn á. Có cái nón này không hả? Gì? Mày á? Mày với vợ mày sao vậy? Mày binh vợ mày làm đó là bậy làm bạ, mày không khéo mày bất hiếu với má mày á mày. Vợ chồng con nói thiệt bác Năm nha, từ đó về vợ chồng con chưa bao giờ lớn tiếng với má một lần luôn á. Bà nói vợ mày leo đầu bà ngồi luôn á. Bây giờ con hỏi bác Năm nè. Hỏi gì? Vợ chồng nha, nếu như mà mình giúp đỡ cho vợ mình, đỡ đần cho vợ mình trong lúc rảnh rỗi như vậy thì bác nghĩ là có được không? Được chứ sao không được. Hồi xưa bác Năm gái mày còn sống, tao phụ qua hoài có gì đâu. Đó nè, thí dụ như là vợ mình mệt nè, vợ mình bị bệnh nè, mình có thể thay vợ mình nấu ăn nè,
Hoặc là lúc rảnh rỗi á, mình thay vợ mình quét nhà, dọn nhà cửa, dạy đường bắt năm. Làm công việc nhà đúng không? Dạ. Được, trời đất tốt. Đó. Nè, thí dụ nữa nè. Khách tới nhà chơi, chỉ là khách thôi nha. Khách thôi. Mà sai khiến vợ mình. Chê bai vợ mình, nói vợ mình cái này cái kia. Như vậy mình có binh vợ mình không bắt năm? Trời ơi, cái đó gặp tao á, chỗ chà tao đôm vô đầu á, chứ đừng có nói giỡn với tao à. Con chưa đôm là mai lắm đó bắt năm. Tao như mày là tao đôm chỗ... Thì đó, tất cả những gì má con giận là như vậy đó. Vợ chồng con làm vậy thôi, má con giận vậy đó. Má con không chịu này, không chịu kia, không chấp nhận, không thích. Đó, ba năm coi vậy được không? Thôi con mệt quá rồi, ba năm ngồi nói chuyện với má con nha. Con xuống sao à? Ấy ấy, tao về luôn á. Anh Năm, sao anh kỳ vậy? Tại sao anh nói chuyện tôi anh cũng đúng, mà anh nói chuyện nó cũng đúng là sao? Anh ba phải quá. Chị không có hiểu, bây giờ chị hiểu không? Chị đang đi một chiều, tôi theo chị một chiều thôi. Còn có nói về thì ngược chiều lại. Thì cái chiều nào đúng tôi phải nói đúng, chiều nào sai tôi nói sai chứ. Sai đúng cái gì? Không có rảnh nói chuyện với anh. Anh đi về đi. Thì nãy tiễn ta về luôn đi. Đi đi, không muốn thấy mặt anh. Uống gì uống, trả lại. Trời ơi, quỷ dịch. Già không có tóc mày đặt sao sao. Sao? Chào bác Sáu. Bác thức sớm dữ ha. À con. Dạ. Sao? Ở về đây rồi ở nhà quê rồi thấy buồn không? Tối rồi ếch nhái rồi kêu rồi mày buồn mày? Dạ không, con thấy thích nữa đó bác. Không khí rất là trong lành. Vậy được rồi. Dạ ngủ rất là ngon luôn bác. Ngủ ngon? Dạ, ngủ ngon quá trời ngon. Ai? Dạ, thưa tí con đi làm. Anh Nam ở nhà chơi với tí em nha. Ừ. Này đi Mận. Dạ. Ăn làm gần đây không bác? À, cỡ 3 cây. 3 cây hả? Đây tới đẳng 3 cây. Ờ không, con hỏi là cái chỗ làm của An có gần ở đây không á? Thì đây tới đẳng 3 cây. Gần dữ vậy hả bác? Có 3 cây, 3 cái cây là tới rồi hả? 3 km. Trời ơi, vậy bác nói luôn 3 cây số là con hiểu rồi. Tự nhiên bác nói 3 cây, con tưởng đâu là cái chỗ làm cách đây 3 cái cây gì, 3 cây tre hay 3 cái gì. Con rành tiếng Việt mà. Ủa biết rành tiếng Việt luôn hả? Bác thấy con phát âm đâu có bị đớt, bị ngọng đâu. Bác còn không có kể cho bác Sáu nghe sao? Ở bên đó là bất cứ ai ở trong gia đình đi ra bên ngoài thì không biết, cứ về nhà là phải nói tiếng Việt. Thậm chí là ba con tập là phải viết tiếng Việt. Cho nên bây giờ con nhắn tin với bác Sáu tiếng Việt là bình thường. Hèn gì, tao thấy mày nói tiếng Việt cũng giỏi. Chứ bác thấy có nhiều người đi qua mới vài ba năm cái về cứ không nghe hiểu được luôn á. Không, nhiều khi bác trách người ta cũng tội. Người ta đang rành tiếng Việt cái qua kia nhập vô chưa kịp, cho nên bị lộn xộn hết. Ủa mà bác Sáu, An làm công việc gì vậy bác? Nó làm ở trong cái xưởng mỹ nghệ. Xưởng mỹ nghệ? Đồ mỹ nghệ đó. Không, cái này là con không hiểu thiệt á. Thôi vậy chờ đi, giải thích mệt. Đây, hàng thủ công mỹ nghệ măng bằng cái lục bình. Cái này là bằng lục bình? Biết lục bình không? Con biết lục bình mà, lúc mà con về đây con nhớ cây lục bình mà xanh xanh mà ở dưới nước. Đúng rồi nó đó. Wow, cây lục bình mà có thể làm ra vậy hả bác? Trời ơi, không gì làm ra được nhiều sản phẩm lắm con, chứ không phải một thứ cái vỏ này không đâu. Làm thùng đựng đồ, đựng rác, đựng đồ này nọ, rồi thảm, rồi đủ thứ. Công nhận có khóa nè. Vậy chắc là chủ xưởng gần đây hả bác? Gần, ở nhà này luôn nè. Ở trong nhà này luôn? Ừ. Ủa không lẽ chính là cô ấy đó, là An luôn? Nó đó. An vỗ dữ vậy hả bác ha? Cái này bác coi nè, rất là đẹp nha, rất là tinh tế đó. Đây nè bác, bây giờ bác dẫn con tới chỗ làm ba cây đi được không? Muốn qua bển này đâu cần bác dẫn. Vậy chứ sao bác? Mày ráng mày chạy nhanh mày rượt theo cái kịp chứ gì đâu, nó mới đi á mà. Dạ. Con quên nè, con chào bác Sáu nè. Con đi nha, con đi với bác Sáu. Ừ, bệnh thiếu giống gì.
tắm. Tắm uống nước đi tắm. Vô đi anh ơi. Đi bà nó rồi. Trời đất ơi, sao mà không thấy một bóng khách nào hết trơn á trời. Hồi đó ở nhà ở không nó không có mệt, rồi ra đây bỏ vốn bỏ giếng ra làm cái quán này, giờ ở không nó mệt gì đâu á trời đất ơi. Tám, quán mình mới mở đâu có bao lâu đâu, cho nên chưa có nhiều người biết tới quán mình nên mới như vậy. Mình á là mình phải kiên trì, làm gì cũng vậy hết á. Thời gian đầu mới mở ra thì mình phải chịu lỗ, nhưng mà mai mốt á, khách biết tới quán mình nhiều á, lúc đó ha, Tám tha hồ hút bạc luôn. Tám nè, tám nút, tám nút. Tám nút nè. Mấy nút, mày nhiêu? Hai nút. Tao gớm, tao gớm. Ê, ê, tao tắm cho mày. Ừ. À ha, mày hết tiền phải không? Còn tiền không? Tiền không? Mượn không? Thì đưa mượn mớ đi. Tao gỡ tao trả. Ờ, cho nó mượn à, đi. Mấy bay làm chứng nha. Ờ. Mượn nhiêu? Thì có nhiêu cho mượn nhiêu đi. Rồi, 10 triệu. Đây. Từ từ, quay phim lại mày. Rồi, quay phim lại làm bằng chứng nha. Trời ơi, thấy ghê quá. Tao mượn rồi tao trả. Chứ có gì đâu mày quay phim mày. Mày lắm. Đúng à, rồi, quay phim để làm à, bằng chứng. Bây giờ mày nói đi, mày mượn tao bao nhiêu? Nói. Giờ tôi có mượn của ông Trạng 10 triệu. Nếu như mà tới tháng tôi không có tiền trả thì tôi trả tiền lợi cho nó. Rồi. Mày hứa đó nha, mấy bay làm chứng cho tao nha. Ờ, tao làm chứng cho. Trời ơi, tao có giật tụi bay đâu. Tụi bay làm gì vậy? Tao tiền rồi, tiếp đi, tiếp đi. Tao này. Thái sĩ. Hôm nay tao hên quá. Vậy được rồi, làm tiếp đi em. Dạ. Chị An. Chị An. Đưa cái giỏ cho tôi. Mẫu mới nè mọi người. Thấy khó làm chỗ nào không? Dạ không chị. Cái mẫu này đang rất hot đó. Dạ. Nè. Mọi người làm được không vậy? Có thấy chỗ nào khó quá không? Dạ không khó đâu chị. Làm được ạ. Cái này làm tốt lắm. Cố gắng lên nha. Chị lấy cái mẫu cho em xem đi chị. Em xem rồi làm theo ha. Dạ. Nhớ làm kỹ chỗ này nè. Dạ em biết rồi. Anh ơi, anh có cần gì không ạ? À? À, không có. Tôi chỉ vào đây tham quan thôi. Dạ. Thật là ấn tượng. Sau đây mình chọn cái này để làm ra những sản phẩm mà sao không phải là những loại khác? Nè, anh xem nha, tại vì thân lục bình á, nó rất là mềm, dẻo, dai nè. Rất là thích hợp để làm những loại như nón, giỏ hoặc là đan thảm nữa. Với lại lục bình là một nguyên liệu rất là dễ tìm mà giá thành lại rẻ nữa, nên tụi em mới chọn đó. À, quả nhiên rất là ấn tượng. À, tụi em làm ở đây lâu chưa? Dạ, tụi em làm với chị An cũng rất là lâu rồi anh. Lúc đầu thì nó cũng hơi vất vả, khó khăn lắm luôn á. Nhưng mà về việc đưa ra thị trường á, nhưng mà thời gian sau thì cũng ổn. Nên anh chị em cũng có cuộc sống ổn định hơn rất nhiều. Hay quá. Thực sự thì anh rất là ấn tượng. Bởi vì những sản phẩm từ tre nứa mà làm ra được những sản phẩm giống như vậy á, thì anh thấy rất là nhiều rồi. Dạ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh mới chứng kiến lục bình mà có thể làm ra được những sản phẩm như vậy. Thật sự là tụi em rất là tự hào. Bởi vì tụi em làm ra được những sản phẩm mà khách hàng rất là thích. Với lại không có một chỗ nào có thể làm đẹp như tụi em đâu. Từ ngày cái xưởng ra đời á, thì những người vớt lục bình á có cuộc sống ổn định hơn, có việc làm. Và cuộc sống sớm em nhờ vậy mà đi lên đó anh. À, thôi, cảm ơn tụi em. Anh dạ. Đi tham quan tiếp. Dạ. Dạ. Nè. Được rồi đó. Dạ. À,
Anh Xui, uống miếng trà cho nó ấm họng coi. Cảm ơn Xui. Giờ tôi cũng nói thật ha, còn giờ con gái tôi á, nó về làm dâu ở nhà anh, ừ, thì tôi cũng mong rằng anh thương yêu nó cũng giống như là con gái ruột của mình. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi có con gái đâu mà thương giống như con gái tôi. Thì ý tôi nói là anh thương nó giống con ruột của mình vậy đó. Thì đúng rồi, nó là dâu, nghe không? Thì đương nhiên tôi phải coi nó như là một đứa con ruột của tôi trong nhà, vậy mới phải đạo chứ, đúng không? Anh nói vậy thì thật sự là tôi rất cảm ơn anh. Còn anh nữa nha, tôi nói bao nhiêu lần hồi đó tôi nói rồi, ráng kiếm thằng con trai đi, đúng không? Chứ anh thấy có một đứa con gái như con Hạnh, anh thấy cực khổ không? Anh nuôi nó lớn nè, ha, bây giờ nó phải có chồng. Nó có chồng rồi đương nhiên rồi phải xuất giá tòng phu, nó phải theo chồng nó chứ, ha. Rồi nè, sau này nè, nó về nhà chồng nè, rồi nó phải lo cho gia đình chồng nó nè. Thậm chí là lúc sau này là nó sanh nở rồi con, cái khai sanh, cái họ con của nó cũng phải là để tên họ bên chồng nó nữa. Chứ làm sao mà mọi chuyện đều bên chồng hết. Khi con Hạnh nó về đây nó ở đi, đi ngang nhà anh, nhìn vô nhà anh thấy mới tội nghiệp. Anh với chị ở nhà, chị bãi nhà, nhìn hang khỉ già vậy, ngồi buồn, tội nghiệp lắm. Con nó đi rồi, nó làm dâu người ta rồi, bởi vì không chịu kiếm đứa con trai như tôi nè. Nè, nói câu tế vậy nha. Sao anh? Anh không có cà khịa tôi, anh chịu không nổi hả anh Năm? Sao lúc nào anh mở miệng ra, anh mở miệng ra cho nó có duyên chút xíu được không? Trời ơi, tôi nói thiệt mà anh chửi tôi vô duyên là sao anh Bảy? Ủa cái chuyện, tự nhiên anh nói chuyện vui vẻ, anh bươi mất vào chuyện gia đình của người ta anh chi? Không phải, đây nè, tôi nói cho anh hiểu nè. Bây giờ nè, con Hạnh, dù sao đi nữa, nó cũng là về bên nhà tôi rồi. Thì mọi chuyện này nó phải lo, tức là lo trước lo sau, là cho gia đình tôi, cho gia đình chồng nó. Chứ làm sao mà giờ nó chạy về nó lo cho gia đình anh được à, phải không? Tôi nói đúng không? Cho nên là tôi phải làm gì làm. Dù bây giờ anh mà có chết thì nó cũng phải xin phép tôi cái nè. À tía ơi, tía cho con về, con lo đám ma cho tía con cái. Chứ không phải vậy, nó khăng khăng bỏ chạy về được. Cái gì cũng phải xin qua tôi à. Vậy thì anh có chắc đến cái ngày mà anh xuôi tay nhắm mắt á, cái ngày mà anh nghỉ thở đó ha, mấy thằng con trai của anh nó lo được cho anh không? Anh coi báo anh thấy mà, anh có coi trên mạng mà, người ta đăng quá trời. Cái những người làm cha làm mẹ đó, gặp những thằng con trai trời đánh thánh đâm á, nó quánh nó đập nó xua đuổi đó, anh thấy chưa? Anh thấy rõ cảnh đó chưa? Cái chuyện đó là cái chuyện của người ta, còn riêng con tôi á không bao giờ có chuyện đó ha. Chắc không? Anh đừng có nói cái kiểu đó nè. Còn anh nè, anh coi nè, tôi nói thí dụ thôi nè, anh nhìn thấy là tôi có hai đứa con trai mà, anh nhìn thấy đi, cái ngày tôi có xuôi tay nhắm mắt á thì nhà tôi cũng vui hơn là có hai đứa nó để tang, còn nhà anh có một đứa một để tang à. Chắc nó để tang không? Sao không để tang? Trời ơi, anh thử anh coi đi, bây giờ nè, một về tôi với anh cá độ. Đấy, lúc anh nằm xuôi đó mà anh nằm liệt đó, anh chuẩn bị chết đó là tôi nó bỏ đi hết trơn cái rồi. Không sao đâu, không sao, tôi mà tôi nói thiệt nè, tôi có cách của tôi nè. Thằng Phúc không được cũng còn Khang, còn anh mà con Hạnh không được thì không còn ai hết á. Cho nên anh mới là người khổ. Tôi sợ cái ngày nào đó anh nằm xuống ngang ngang mà nó về không thăm anh được, khi mà nó về rồi nó gặp anh được, trời ơi dồi như dồi rồi nó. Con gái của nó có hiếu nha, đừng có kể vụ dồi dồi gì ở đây nha. Ai lo dồi là anh dồi đó, cái miệng dồi không cha này xui gia không bao giờ nói chuyện lâu được với anh cha. Mà sao này đẹp ghê á. Ủa anh, màu sao đẹp không anh? Đẹp đẹp gì? Tiền hôm bữa anh đưa cho em giữ á, đưa đây cho anh, đưa hết cho anh đi. Gì kỳ vậy? Tiền anh đưa em giữ chưa kịp ấm túi nữa đã lòi lại rồi. Lấy nhanh lên đi, lằng nhằng hoài. Nè, rồi chừng nào, thôi lấy nữa thôi. Gì vậy? Lấy hết. Sao còn ở dưới đây vậy? Thì anh kêu em là muốn mua gì thì mua mà, cho nên là em mới mua mấy bộ đồ mới với lại mấy đồ trang điểm đấy nè. Kêu mua thì mua ít thôi, chứ phải có tiền nhiều rồi xài hết. À mà nè, em phải nhớ, lọt vô nhà bà Tám Điệu, dùng tất cả chiêu trò, thậm chí dùng tới thủ đoạn để mà gài bẫy bả, thì sau này mình mới đạt được điều mình muốn, cho nó dễ dàng, hiểu chưa?
Em biết rồi. À mà anh ơi, sắp tới chắc là em phải chuyển về nhà má em ở một thời gian á, chứ hai đứa mình sống chung vậy rồi có người nào mà bắt gặp được hai đứa mình á, rồi lọt tới tay hai mẹ con bà Tám Điệu là mình lộ hết mọi chuyện đó. Ừ, cũng được. Khi nào mà cần gấp thì chúng ta mới gặp nhau. Ừ, anh đi nha. Mới đưa tiền cho người ta lấy lại hết. Chán thiệt. Gì vậy? Không biết má ở bển làm con mình có được không ta? Hay là em lo em làm hết công chuyện nhà rồi em qua bển em phụ má thằng tay? Thôi. Công việc ở nhà còn cả đống nè, em làm còn chưa hết, ở đó mà đòi ra phụ má. Nè, thôi em đi giặt đồ nha. Ê, quên. Để đó. Gì vậy? Để anh làm xong cái ghế này rồi anh giặt đồ giùm luôn. Trời cho. Trời thôi. Gì? Đàn ông đàn an ai làm mấy cái chuyện này? Anh coi anh làm gì đó, anh làm hay vô nhà nằm nghỉ đi cho nó mát. Ủa mắc cười không? Vợ tôi thì tôi phụ vợ tôi, mắc gì không được. Thôi đi, anh phụ em rồi lỡ ai thấy mét lại với má, lúc đó mệt nữa. Ui sao kệ họ đi, ai dám nói gì. Anh nói thiệt nha, anh mà biết ai nhiều chuyện vậy là anh hốt nó liền luôn á. Ai biết đâu. Sao không cười? Mày đặc dữ quá ha. Chịu cười rồi đó hả? Mà nói thiệt, anh biết chuyện của em với má hết luôn á. Nhưng mà đâu phải lúc nào anh cũng bên em được đâu. Biết rồi. Dù sao cũng là má của anh. Anh làm gì làm chứ cũng đâu có mang tiếng bất hiếu được. Nghe cái hơi có vẻ trách móc lắm mà. Trách đâu trách. Anh khó xử thiệt mà. Thì biết khó xử rồi. Trách nào đâu mà trách. Mà em làm gì á, cũng thấy má không vừa lòng hết trơn. Thôi, coi như thương anh, ráng nhẫn nhịn má chút xíu đi. Hay là để anh làm xong mấy cái này á, cái anh chở hai mẹ con ra quán nước chơi á, xong rồi phụ má luôn, được không? Em cũng muốn ra phụ má lắm. Mà em đi ra ngoài lỡ má thấy mặt em rồi má không vui, lúc đó mệt nữa. Yên tâm đi, tính má em còn lạ gì nữa. Ở ngoài cứng vậy thôi chứ ở trong nó mềm xèo à. Chỉ cần em chịu xuống nước nhỏ nhẹ, chịu làm quê trước á là má bỏ qua liền. Đi coi như gì anh, ráng đi nha bà xã. Ừ. Trong tình yêu tôi là người chung thủy, bỏ vợ 8 lần sao vẫn cứ cô đơn. Chà, cái vụ này lạ nè. Lạ nghe, ngồi cô đơn phải không? Cô đơn là chuyện nhỏ, bây giờ tôi giúp anh hết cô đơn liền. Làm gì? Bây giờ kiếm một em cho anh khoảng 40-50 tuổi gì đó ha, coi như là chồng chết hoặc là chồng chê gì đó là hết cô đơn liền. Ôi mà thôi anh ơi, mắc công lắm. Mắc công làm sao? Tôi nói anh nghe, vợ đang về cho khỏe, tự nhiên rước cái của nợ về làm gì, chân dài tới nách tôi cũng không hàm. Thì đúng rồi, cái cỡ cái tuổi như anh em tụi mình rồi đó, còn cơm cháo gì được nữa đâu, đúng không? Nè, gì? Bữa nay không mua cơm cho con Hạnh hay sao mà rảnh rỗi qua chọc tôi với ông nội? Thôi, đừng có nhắc tới con Hạnh nữa nha. Nhắc tới con Hạnh là bực mình rồi, bực mình lắm. Bực mình chuyện gì nữa? Thì nó qua nhà Nam Toản ở. Trời đất, lúc đầu làm căng dữ lắm mà, tôi tưởng nó không qua, xong cuối cùng cũng để cho qua ở. Thì cha Nam Toản làm mình làm mấy, làm trịch làm thượng, 1-2 ép con Hạnh vợ chồng nó phải về bên bển ở cho bằng được. Rồi coi như là nó vì chồng của nó phải về bên bển ở. Rồi vợ chồng tôi vì thương con cho nên phải chấp nhận theo thôi chứ giờ sao? Ép kiểu nào, áp lực kiểu nào? Thôi tôi nói anh nghe, làm gì làm, anh với cha Nam Toản á cũng là xui gia rồi. Mình dĩ hòa vi quý đi, cũng hên cái á là nhà anh với lại nhà Nam Toản cũng gần nhau, qua lại thăm cũng đỡ. Không sao, mình làm khó quá con mình nó khổ chứ làm gì. Đó anh thấy không, chả chơi giọng cha không á.
Tưởng chuyện gì, chuyện năm toán chơi giọng cha người ta gì lại móc lò người ta thiếu cha gì. Từ nhỏ tới lớn chả đã dạy rồi. Tôi đây nè, chuyện tôi với cha năm toán này, nó thiệt anh, gây lộn không có hồi kết. Từ nhỏ tới lớn giờ vẫn y như vậy. Thằng chả đó, đáng lý ra đó là thằng chả làm đại lý Lữ Khâu. Làm sao? Ăn rồi nói ra toàn móc họng ta không à. Chả đáng lý ra là đặt tên năm móc mới đúng chứ không phải năm toán. Nói thiệt với anh nghe, chẳng qua là vợ chồng của Hạnh á, vì nó nể mặt chả cho nên mình về bển nó ở. Còn vợ chồng tôi vì thương con mình cho nên phải chấp nhận điều kiện của chả thôi. Chứ cỡ chả nó nghe chả móc kiểu nào á, tôi móc gì chả tới bến luôn á, chứ tôi có sợ chả đâu. Thôi bỏ đi, tôi nói anh nghe, làm gì làm cũng là xui gia với nhau rồi. Mình cắn đắng nhau hoài, hàng xóm láng giềng người ta cười. Với lại á, khổ là khổ cho con gái mình chứ không khổ cho ai. Thấy không, thành thử thôi nhịn đi, bỏ đi. Thôi giờ về đi ha, dẹp ba cái chuyện bực mình nó qua bên đi. Bây giờ tôi mời anh ra quán bà Tám Điệu, tôi với anh mỗi người một ly trà sữa đường đen vậy cho nó tin. Thôi khỏi, anh rủ tôi mần cái gì mần, đừng có rủ tôi qua quán bà Tám Điệu. Qua đó mệt. Mệt là sao? Qua đó rồi bà tưởng tôi còn yêu bà nghe. Trời ơi, bắt đầu bà dẹo nghe. Tôi nói bà ôm cây cột cong theo bà luôn. Trời ơi, anh nói quá. Làm gì ôm cây cột cho nó cong? Thì anh cũng biết cái tánh của bà Tám Điệu từ đó tới giờ mà. Bà điệu mà, chứ đâu phải là bà kết anh bà mới điệu đâu. Bà không kết anh bà cũng điệu. Bây giờ anh không ra ngoài đó, đợi nói sớm ta biết được, người ta coi như là anh kỳ thị bà này kia là coi như kỳ lắm. Nghe không? Đi với tôi dưới đi nghe. Có tôi không sao hết. Sao? Thôi đi đi. Vậy mới được chứ. Sợ ai, mình đẹp trai mà. Câu này tôi chấp nhận. Đây. Ủa Tám, sáng giờ chưa có khách hả Tám? Có con ma nào mở hàng đâu. Lấy giấy đốt phong long giùm Tám đi con. Ủa, chưa có ai mở hàng mà đốt phong long sao được? Đốt ai giờ Tám? Đốt tao với đốt bay chứ ai. Nhiều khi cái vía mình nặng quá cho nên nó mới bị xui vậy đó, mới bị ế vậy đó. Vậy cũng được đó hả Tám? Được sao không được, nghe lời Tám đi, làm theo Tám đi. Biết đâu chừng lát nữa khách ào tới mà mình làm không kịp sao. Dạ. Lẹ đi con. Dạ. Được không? Dạ gió quá. Đây 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 Tám. Đó. Đó, mày bước qua, mày bước qua. Ừ, dạ dạ. Vậy đó, làm đi. Đó, đó, giờ tao này đó, đó, mày bước qua đi, bước qua đi, bước qua. Bước qua. Dạ. Rồi tao tao bước qua. Đó. Vậy bước lại. Thôi đủ rồi. Nhảy mấy bước có chừng chứ đâu mà ưng nhảy nhiều nhảy. Đi có chừng trái kìa. Trái, trái cái gì, trái gì? Trời ơi. Tám. Trời ơi. Ê, đốt phong long hả? Công nhận bà đốt phong long linh nghiệm. Vừa đốt xong là có hai người tới liền, hai người khách liền. Bà hay á. Bây giờ tôi nói bà nghe nè, mời mốt á, đốt cái tờ báo này là linh nghiệm là vô từng người. Bây giờ bà muốn nghe lời tôi đi, thiệt. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Bà đốt cái quán là cả xóm tập trung lại hết trơn, đông nghẹt. Nè 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 nghe, sáng sớm chưa có mở hàng nghe. Tôi không có chọc ghẹo, đừng qua đây chọc ghẹo tôi nghe. Tôi có ế rồi, tôi có dẹp quán gì thì kệ cha tôi. Ủng hộ thì ủng hộ, không ủng hộ thì biết. Tôi không có cần. Vì ông Bãi nghe. Vì ông Bãi ông nói quá nên tôi mới qua đây nghe chưa. Chứ tôi đâu có thèm uống ba cái nước mà pha của bà. Hồi nãy tôi biết là tôi ở nhà tôi uống trà trà xăm nè. Của thằng Bảo Nam nó tặng đó, là tôi nghe cải lương còn sướng hơn qua bên đây không. Thôi mà, trời ơi, quen biết với nhau không hà. Hơn nữa anh với bà cũng là xui gia với nhau. Tự nhiên anh nóng lên chi vậy? Sao không nóng cho được? Cái này mình góp ý, mình nói bà xong rồi tự nhiên bà đông đẩm, bà chửi tôi à. Nè, qua đây không có rủa tôi ế này ế nọ nha. Muốn chọc gan tôi hay sao? Tôi chưa phải là Bồ Tát, tôi chưa có ngồi đài sen mà xịt hào quang.
Cho nên á, tôi không có hỷ xả với những cái loại chúng sanh vô minh như anh vậy. Nè, bà dùng cái từ ai chúng sanh, xin lỗi bà. Bây giờ bà có ngồi trên cái hồ sen đó, bà cũng xịt khói cho đừng có nói mà xịt hào quang. Bà ở đâu ra mà xịt hào quang? Ê, ta qua ủng hộ mà đặt chảnh chảnh hả? Ôi mà, trời ơi, dĩ hòa dĩ quý đi. Mỗi người bớt một câu là nó quề cả làng hết á. Ông dẹp đi, ông có thích ngồi ông uống thì ông uống đi. Nhìn cái mặt mẹ này là không muốn uống rồi. Không muốn uống thì thôi đi về đi, không có tiền. Khỏi cần tiền, nha, ngồi đó đi, dưỡng sức đi nha. Dưỡng sức rồi bắt đầu đập rùi. Con Tám, mày lấy một đống giấy mà đốt phong long ổng cho tao. Kỳ này đó hả, tao đốt cho ổng không còn một cọng lông. Tao đốt cho ổng đầu độc ổng luôn. Tao đốt cho ổng không còn một cái gì nữa hết trơn á. Cho vừa ổng, đồ cha già ó đâm. À, xin lỗi ha chị Tám. Bữa khác ghé nha. Bữa khác cái gì nữa, bữa nay ngồi đây. Anh ngồi đây đi, ổng là ổng, anh là anh. Tôi ghét ổng, tôi ghét ổng, tôi đuổi ổng. Còn anh là khác. Sợ. Sợ cái gì? Tại vì nói là đốt phong long là cháy hết, không còn cộng long là hết tóc. Không phải, sợ. Ông khác, anh khác. Ừ, tranh đi pha cho bác bảy ly căm dắt đi con. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên con. Vậy vậy à, dạ. Không có sao. Không có sao hết anh Bảy. Anh Bảy, em biên. Được rồi, cuối cùng rồi đó nghe anh Bảy. Tôi nói cuối cùng rồi á mới biết anh là người bạn tốt với tôi đó nghe anh Bảy. Chị ơi, chị đừng có nói như vậy. Thật ra sao Bảnh là một người rất là tốt. Trời ơi, ông tốt nổi tiếng trong cái ấp này. Ai người ta không thương ổng hết trơn hết trọi á. Tốt cái gì mà tốt? Ổng giỏi có cái miệng cái mỏ của ổng á. Chửi điêu luyện á chứ tốt cái gì mà tốt. Trời ơi, chị với ảnh mà bạn bè với nhau từ hồi còn chăn trâu còn gửi chuồng tắm mưa. Không lẽ chị không rành cái bụng giả của ảnh sao? Chính vì cái vụ thân thiết ở chuồng tắm mưa mà tôi biết ổng á mùng một vậy đó hà. Cho anh biết vậy đó ha, ổng không có tốt lành gì với tôi đâu. Ông qua đây để ông dòm ngó coi tôi buôn bán được hay không được. Để ông cười tôi thôi. Đó. Chính ra ông qua đây là tại vì ông quan tâm chị cho nên ông mới tới đó. Quan tâm gì? Bây giờ ông đang hả hê trong bụng ông kìa. Tất cả là tại chị. Tại tôi làm sao? Tại vì sốc nổi tự nhiên chị la làng. Chị chửi ông cho ông quê ông mới bỏ đi vậy. Ý anh nói vậy là tôi xấu tánh hả? Không phải. Thế sao? Ai có cái tốt, ai có cái xấu, nhưng mà mình đừng có chọc nóng người ta thôi. Nóng người ta lòi cái tánh người ta ra. Vậy thôi. Nhân chi sơ tính bổn thiện ha. Tại vì chồng ta trước, trong hai người phải có một người tốt. Hồi nãy giờ thật sự là tôi khen ảnh không à. Vậy thôi. Vậy ha. Anh khen ổng tất nhiên là anh nói tôi là người xấu phải không anh Bảy? Không phải. Không? không phải. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi muốn nói là ý là chị đừng chọc nóng ta thôi. Chị chọc là tôi ta nóng. Tôi biết mà. Hai cha già này, hai ông là một ruột mà. Cho nên nó là mới binh với nhau. Binh với nhau thì về bên nhà mà uống trà sâm đi. Hey, rồi tôi cầu cho Tào Tháo rượt hai ông một cặp đi. Đi, không tiện. Về cho nó còn tóc. Đi. Bác Bảy. Ủa, bác Bảy, nước cam nè bác Bảy. Mày uống bác đi. Bảy đi đâu vậy? Đi về. Tức thì chứ. Tự nhiên đang yên, đang lành. Đi ra làm chi cho bà chữ. Còn cha quỷ Bảy nữa. Để bỏ mình về mình lên này, ngồi uống cà phê gái già. Tía đi đâu vậy? Tụi bay đâu đây? Dạ con dẫn vợ con ra quán má con chơi. Ra chơi thôi hả? Dạ. Ra chơi thì được chứ đừng phụ nha. Ủa sao tía? Sao ta mới ngoãi về nè. Mới chửi ban trận đó. Trời ơi, bộ có chuyện gì nữa hả tía? Nè, mày ra ngoài mày nói má mày bớt cái tính nóng nảy lại đi nghe chưa. Cái chuyện nó đang không đáng gì hết trơn á. Tự nhiên cái bà sừng cồ lên. Tao ghét quá tao làm cho một trận luôn. Rồi tao bỏ tao gì à? Dạ con biết rồi. Nè. Dạ. Rồi hai đứa bay đi rồi con Hương đâu? Dạ nó đi học rồi tía. Bữa nay con cho nó học thêm anh văn á, thành ra tới chiều con mới đón nó luôn. Vậy giờ con dẫn vợ con ra quán má con phụ nghe tía. Phụ con khỉ khô gì, ra ngoài ngồi hưởng thụ đi, không có ai đâu. Nè, bà càng lúc bà càng khó khăn vậy á, cái quán này mới mốt dẹp chắc ế lắm, ế xình. Đi. Tía đang trù quán má anh ế á. Em nghe rõ ràng luôn á. Thôi vậy ra chơi thôi đừng phụ đi. Tiền bà cháu ơi. Rồi, 5,000. Dạ con gửi. Rồi cảm ơn nghe. Dạ không có gì. Sáng sớm kêu ly trà đá đường 5,000 bạc uống hết bình trà. Chán ơi là chán. Má, quán bán được má. Được. Con đem vợ con ra phụ má nè. Vô đi em. Cảm ơn nghe. Coi làm được gì làm đi em. Quán có chút ép vậy à. Dẫn cả bè cả lũ ra đây làm chi cho đông vậy?
Nếu có lòng ra phủ qua thì đã tự lết thân ra rồi, chứ đâu cần gì chồng đưa đón. Sao đứng xa vậy, vợ không tới? Trời ơi má, vợ con cố gắng làm hết mọi việc ở nhà nhanh nhanh vậy để ra đây phụ má đỡ đần với má, mà má nỡ lòng nào nói với vợ con vậy? Thôi mày dẫn vợ mày về đi, ở đây cái mặt của nó lầm lầm lì lì, xìu xìu ảnh ảnh kiểu đó làm sao làm ăn lên nổi. Dẫn về đi. Gì? Đi đi. Ây da. Dạ thưa má con về. Ừ. Thưa má con về. Mày đi đâu vậy? Ở lại đây phụ má. Thì má kêu con về. Ở đây có con Chanh nó phụ má rồi, má cần con ở đây phụ má nữa. Bây giờ nè, cái quán này nè, một mình má với con Chanh lo hết đi ha. Má đuổi vợ con cũng như là má đuổi con đi theo vợ con. Ê, cái thằng này. Xuân ơi. Ui, nó có vợ rồi, nó có vợ nó hơn tôi mà. Thôi, Tám đừng giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngồi nghỉ đi Tám. Bây giờ anh Lộc đã bị mụ Simla đó tẩy não rồi, cho nên trong đầu anh Lộc bây giờ chỉ có hình bóng của mẹ mình đó thôi, chứ làm gì còn Tám nữa đâu. Không được, cái kiểu này bữa nay tao về tao cho ra ngô, khoai ra khoai cái chuyện này mới được. Tao tức lắm rồi, con Xuân nó sẽ biết tay tao. Hết thằng cha rồi tới con nhỏ, ám riết như vậy rồi làm ăn cái bóc xì gì được. Tám, con có ý này nè Tám. Gì? Hay là mình giảm giá 50% trong tuần đầu tiên khai trương đi, rồi sau đó khách kéo tới đông thì mình tăng giá lên sau cũng được mà. Ui, đang bực mình không có suy nghĩ gì được ở trên trời á. Bay thấy được á thì bay cứ làm đi. Vậy con làm nha. Bớ giùm em đi, em đau. Rồi. Vợ. À dạ. Hay là để anh đi lấy cái quạt máy á, cắm điện vô cho nó mát ha. Thôi. Quạt tay được rồi, mất mấy quạt máy tốn điện. Dạ đúng rồi đó tí, con thích chồng con quạt tay cho con vậy á, đúng không anh? Con bay riết là như tiên vậy đó, sướng quá sướng mà. Sao trước kêu về đây mà ổng nghẹo không chịu về đây? Trời ơi, con nói thiệt với tí nha, bây giờ mà con đang ở bên nhà con ở bển hả, con còn sướng hơn như vậy nhiều nữa đó. Thiệt á, bây giờ nha, bên đó nè, nào là đồ ăn, trái cây nè, chè nữa, con muốn cái gì một cái á, là má con đem lên cho con ăn đầy đủ hết luôn. Chung giống như bên đây, không có gì ăn hết trơn. Làm riết tao thấy tụi bay là ba má của ba má bay bên đó, chứ không phải tụi bay là con đâu. Nè, cái kiểu này ha, nuông chiều kiểu này đi ha, ngồi một chỗ về hoài nha, mai mốt là tao nói là khó sanh lắm á, cho biết à. Tía, tại vợ con đang có bầu cho nên nhõng nhẽo vậy thôi, chứ thường ngày Có bầu chứ phải bị liệt đâu, mà cái gì cũng phải nhẹ nhàng, thế nhẹ nhàng với vợ con hả mày? Tao nói mày nghe chưa, nha. Vợ con mày để kiểu này không cho nó vận động nha, mai mốt à, khó đẻ luôn á, cho mày biết nha. Tía. Chào cả nhà. Dạ. Ủa, chào chị Xuân. Thưa má mới qua. Dạ. Chị qua hồi nào? Vợ mới qua. Mới qua quên lộn. Dạ. Má ngồi đi má. Này lạnh chị ha. Dạ, hãy tôi lạnh là tôi sạc qua, tại nó đang có bầu có bì. Dạ. Nếu nó thèm cái gì là tôi đem qua cho nó. Dạ. Nè, mấy má còn thích á, má đem qua hết cho con rồi nè. Trời ơi, tao nói ổi này nó giòn mà nó ngọt ngọt chua chua ăn đã lắm luôn á. Nói là con chảy nó biết hết trơn luôn à. Đó, tía thấy chưa? Nếu như mà bây giờ con đang ở bên nhà bển với má con á, là con sẽ có đồ ăn gấp 3-4 lần như vậy luôn á. Trời ơi, nó nói vậy chẳng khác là giống như nó đổ cho tôi là giống như đây tôi chèn ép, tôi bức ép gì tụi nó lắm này hay sao? Trời ơi, trời. Dạ, anh xui thông cảm, con nhỏ này nó còn trẻ ngồi non dạ lắm anh. Nó nghĩ sao nó nói vậy, anh đừng có để bụng, nó còn nít lắm nghe anh, nó không có ý gì đâu. Trời ơi, má biết là tía chồng con cưng tụi bay dữ lắm, cưng đứa cháu nội sắp sửa ra đời nè, cưng dữ lắm, đừng có nói đó, vậy. Thì chị biết, tôi có bao giờ đâu, nó là phận, nó là dâu, không lẽ là tôi cái gì tôi phải để bụng, thấy không? Tôi dạ, đâu có để bụng làm gì. Dạ tôi biết mà. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Vô trong để cho chị nói chuyện với lại gái chị ha. Dạ. Đi mày, đi vô tía mày. Thôi con ở đây chơi với vợ với má vợ của con, tía vô mình đi. Ở đây mày hầu hả? Ở đây mày hầu vợ mày nữa hả? Hả? Tao nói mày hầu hoài nha. Cái kiểu này mà muốn sanh nở nó khó khăn thôi cho mày biết không nha. Dạ. Để cho nó vận động đi. Mày cứ gì mày cũng chịu đó. Đi vô mày. Dạ. Vậy thôi má ngồi chơi với vợ con vô với tía của con. Ừ, được rồi con. Nè, nghe má nói nè, bầu bì không có được nhăn nhó quạo quọ nha, mới mốt đẻ em bé ra không có được tươi tắn nha con.
có gì cũng được có buồn, nghe không? Ba thấy á, ngày nào tí cũng trì chí con vậy hết trơn á. Thiệt á, con không khó đẻ mà tí trụ riết con cũng khó đẻ luôn á. Phun nước miếng nói lại không được nói xui xẻo như vậy. Người ta kỳ, hiểu chưa? Nói bậy bạ không à. Nhưng mà nói gì nói á, má thấy tía chồng con nói cũng có phần đúng đó. Giờ mình có bầu có bì, mình cũng phải lao động vận động chứ. Đi tới đi lui làm nó kia, không có làm chuyện nặng. Mình làm việc nhẹ nhẹ thôi, chứ không có ngồi ù lì như vậy. Rồi sanh khó, ông sợ vậy thôi. Ông nói cũng đúng đó, con đừng có buồn. Bây giờ nghe má nói nè, giờ đó nha, giờ phải vui vẻ nghe không? Để đẻ em bé cho nó tươi tắn nghe không? Nè, má đem đồ ăn qua cho con ăn đó. Vui lên dạ. Đi con. Trời ơi, nổi má đem qua, con chảy nước miếng dài luôn. Nè, ăn đi con. Sao ơi, sao à, có nhà không? Sao à, sao kỳ ghê anh sao? Là bởi vì mà anh te anh đi một nước luôn rượt anh không kịp luôn đó anh sao? Được theo tôi. Ờ, trời tốt quá ha. Chứ không phải ăn uống no nê nghe gái già tỉ tê xong bắt đầu xong rồi bỏ bạn luôn. À, xong về bên bển á, tắm heo đồ này nọ cho tròn bổn phận làm chồng. Wow, trời. Tôi biết là thế nào anh cũng dằn hắt tôi hà, tôi biết. Dằn hắt cái gì chứ không phải là dằn hắt. Là tôi nể mặt bà, tôi mới ở lại. Bà nắm tay tôi, bà kéo tôi ở lại. Cho nên tôi mới nể, tôi mới ở lại thôi. Nắm tay kéo ở lại. Ừ. Đây nè, anh em mình già hai thứ tóc hết trơn rồi nha. Con mũ tám không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Nắm tay lại, nắm tay dằn hắt đồ này nọ. Làm quá, ông làm bao nhiêu con nít ra ai dụ ông cũng được. Tôi cũng muốn đi về lắm, nhưng mà nói thiệt là tại vì tôi nể mặt anh, tôi vì anh cho nên tôi mới ở lại. Tôi vuốt bà từ trên xuống dưới, tôi vuốt từ dưới lên trên, tôi vuốt để cho bà hiểu rằng là tại sao bà đi kiếm chuyện với anh. Tôi bênh anh đó anh à. Cảm ơn đại huynh. Trời ơi, nhờ vuốt đó hen. Ừ, nhờ vuốt bà đó bây giờ cái mặt ngu ra luôn rồi kìa. Anh không tin phải không? Anh không tin tôi bên anh đi hỏi bà đi. Đến độ mà tôi bên anh á, bà nổi khùng luôn á. Bà đuổi tôi còn hơn là đuổi tà nữa đó. Anh không tin tôi đi gì à? Tin không? Thôi tin, ngồi đây. Biểu bây giờ tôi đi hỏi bà hả? Ừ. Bà mẹ hồi nãy tôi chửi bà, cái não bà bây giờ nó sắn lại. Không biết nó gỡ ra chưa ở đó. Đi năn nỉ hỏi bà. Nè, uống nước đi. Thôi mà, già hết rồi, đầu hai thứ tóc rồi, không lẽ ba cái chuyện con anh để trong bụng hay sao? Anh nói câu đó tôi mới để bụng. Để bụng sao? Anh nói câu già hai thứ tóc tôi mới để bụng. Đúng rồi, tôi mới có tóc hai thứ, còn anh tóc nó là hai thứ. Coi như là tôi xin lỗi anh đó, anh chịu chưa? Rồi thì uống nước đi. Cảm ơn, hồi nãy tôi uống nhà tám điệu rồi. Dẹp đi, đi về. Về nhà bạch con mụ tám đó nha, múc nước xong uống đi. Khùng, nó giận uống ly trà thiệt, trà ngon sáng hồn. Anh thực sự rất bất ngờ đó, không thể nào tin được là cây lục bình lại có thể làm ra được nhiều vật dụng hữu dụng và đẹp tới như vậy đó. Chẳng lẽ từ xưa tới giờ anh chưa từng thấy sản phẩm liên quan đến lục bình hả? Anh không phải là không thấy, mà tại vì lúc đó chưa có nhiều ý tưởng cho nên là cũng không chú tâm cho lắm. Nhưng mà bây giờ về đây á, tận mắt nhìn thấy cách thức sản xuất của gia đình em như vậy, anh thực sự thì rất ấn tượng đó. Vậy hả? Vậy mai mốt á, anh về bển, em sẽ gửi anh một số mặt hàng làm từ lục bình. Anh về bển tặng cho người thân với bạn bè, chắc chắn là họ sẽ thích lắm á. Cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần đâu, vì anh dự định sẽ đem mặt hàng này xuất khẩu qua Mỹ. Ý anh là sao? Thực ra lần này ngoài việc về thăm quê ra thì anh còn định là sẽ tìm kiếm những sản phẩm thủ công từ vật liệu thiên nhiên để xuất ra nước ngoài. Nhưng không ngờ là em với lại bác Sáu làm đúng ý anh luôn. Cho nên lần này anh sẽ nghiên cứu kỹ, rồi sẽ kết hợp với bác Sáu và em để xuất ngoại sản phẩm quê mình. Wow, nếu như mà mấy sản phẩm của em mà được xuất khẩu ra nước ngoài là hết sảy luôn á. Anh thật bất ngờ nha, không nghĩ là chỉ có một mình em và bác Sáu mà có thể gây dựng một cơ sở như vậy. Thật là quá đáng nể. Thời gian đầu mới làm á cũng cực lắm, nhưng mà nói thực sự thì em cũng nhờ anh Khang phụ một tay, đem đi chào hàng khắp nơi thì có được mối mang như bây giờ.
Rồi ảnh còn phụ em đăng hàng trên mạng nữa, cho nên là được rất là nhiều công ty tìm tới. Thật ra bây giờ làm cái gì cũng gặp khó khăn lúc đầu. Em cứ coi đó là thử thách thì mình mới có động lực để vươn lên. Ừ. Chứ mà nếu như khởi đầu thuận lợi quá thì về sau sẽ dễ chết hơn khi mà gặp rất nhiều khó khăn. Dạ tới tí con mới qua. Dạ thưa ông ạ, con mới qua. Ê, cha giỏi quá, con đi học về đó hả? Dạ. Bữa nay được bao nhiêu cái điểm 10 nói ông ngoại nghe coi. Con được 2 điểm 10 luôn đó ông ngoại. Cha giỏi dữ ta, được 2 cái điểm 10 luôn. À nè, ông ngoại có mua một bịch bánh ở dưới á. Dạ. Để ở nhà dưới á, con xuống. Dạ. Ngay chỗ cái đầu tủ nha. Dạ. Xong con lấy con ăn đi nghe không? Dạ. Ừ. Bữa nay cũng lớn bụng quá chứ. Dạ. Mày làm gì mặt mày buồn so vậy? Đâu có buồn đâu tía, còn vui lắm hả? Mày về bển à, má chồng mày khó khăn lắm hả? Đâu có khó đâu tía, má chồng con dễ ẹt à. Đâu có khó gì đâu, má chồng con dễ ẹt luôn á. Con mẹ tá mày tao còn lạ lắm gì nữa, khó hay không tao biết nè. Không có, không có khó thiệt mà. Thôi tía, để con vô con dọn cơm cho tía ăn nha. Xong rồi con tranh thủ về. Không thôi má chồng con la nữa. Má chồng con dễ ẹt à. Đẻ con ra đâu có chọn được cho con cái nơi mà nó làm dâu đâu trời. Chờ ách chết. Trời ơi. Dạ má. Ôi, này, học cái gì đâu mà học ngộ ghê à. Tôi đi bán về cũng thấy học, mà tắm rửa xong ra vẫn thấy còn ngồi học. Dẹp nghỉ đi con. Thôi mà má, bé Hương nó học bài thì má cho nó học đi. Học cái gì nó học, ở trên trường suốt cả buổi cả ngày rồi. Rồi giờ về đây còn biểu nó học nữa, sao nhỏ chịu nổi. Con muốn nó học xong bài ở trường cho nó, rồi cái ngày mai nó lên trường á, nó theo kịp bài, lúc đó nó tiếp thu nhanh chứ có gì đâu má. Tôi thấy cô á hành hạ cháu nội tôi á thì đúng hơn á. Thôi dẹp nghỉ đi ăn cơm con. Má làm như vậy rồi mai mốt nó quen cái thói ỷ lại, nó không chịu học đó. Cái lên trường nó không chịu tiếp thu, nó thua kém bạn bè trong lớp nó nữa. Trời ơi, nhỏ có chút ép à, y như là trái dưa trái cà vậy á. Mới bà lớn à. Trời ơi, cứ ép con nhỏ học hoài vậy. Mai mốt nó nghe tiếng học á, nó sợ học cho coi. Vô ăn thôi, cơm thôi con. Má được rồi. Con đi vô dẹp tập rồi rửa mặt rửa tay rồi ba má dọn cơm xong rồi ăn cơm nha. Đi đi con, đi đi con. Đi, đi. Đi đi cháu nội. Dạ. Giỏi à, con giỏi lắm á. Đừng có cãi nữa mà. Đi con xuống con dọn cơm nha má. Ừ, rồi dẹp vô đi con. Dạ, nha. Để con mở vô. Đó. Ôi cháu nội bà giỏi quá. Đó phải bài bản vậy đó. Đó phải bỏ vô cặp. Cháu nội của má mà. Đó. Đó, ngoan ghê chưa. Rồi. Con gái dạ, mày giỏi quá. Rồi vô đi con. Rửa tay rồi vô ăn cơm nghe con. Dạ. Ủa má, bữa nay quán xá bộ nhiều khách lắm hay sao mà con thấy má mệt mỏi quá vậy? Bộ dòm ngoặt của tôi mua mai bán đắt dữ lắm hay sao vậy? Chỉ có mệt, không có tiền. Vậy thì ngồi thẳng lưng lên cô đấm lưng cho. Chà, bữa nay sao tốt dữ vậy ta, săn sóc tôi nữa vậy ha. Vậy chứ thường ngày á quăng cục lơ vô mặt tôi á, đâu có thèm ngó ngàng gì tới mặt tôi. Má này, lúc nào con cũng coi má là số 1 hết á. Vậy chứ vợ bay số mấy? Xuân hả? Cũng số 1 luôn. Phải rồi, tôi tưởng nó thương tôi là nhất, nó coi tôi như là nhất. Nào ngờ nó xem má nó với vợ nó là ngang với nhau. Má thiệt tình. Má đừng có nói vậy, con lúc nào cũng muốn nhà cửa của mình yên vui đầm ấm hết á, cho nên con đâu thể nào mà bên trọng bên khinh được. Nhưng mà nên nhớ rằng là tôi nha, má là người mang nặng đẻ đau con ra đó thằng quỷ. Thì đúng là má sinh con ra. Ồ. Nhưng mà vợ của con á là sinh con của con, cũng giống như là má sinh con vậy đó. Má không chịu hiểu cho con gì hết. Thiệt cái bụng á, con thương má, con cũng thương vợ của con nữa. Nhưng mà chỉ có khác một điều á,
là má sinh con ra, cho nên con với má dễ thông cảm, dễ tâm sự, dễ chia sẻ với nhau. Còn Xuân dù gì cũng là con dâu của má, có nhiều chuyện cô ấy cũng đâu thể nào mà thổ lộ với má được. Má phải hiểu cho cô ấy chứ. Nhưng mà má, thiệt ra má không có ghét bỏ gì con Xuân hết trơn á trời á. Ngặt nổi có con cái á là nó không có lanh lẹ nè, nó không có ngoan ngoãn như con Chanh nè, cho nên má hơi buồn vậy thôi. Phải chi mà nó được nửa con Chanh thôi thì tốt lắm đó. Cứ nhắc con Lanh Chanh đó chi cho mất vui vậy. Thôi thôi thôi, xuống ăn cơm ơi. Đi xuống ăn cơm. Bây sao? Xong chưa em? Dạ xong rồi. Mời má mời chồng xuống ăn cơm. Trời ơi là trời, mời ăn cơm mà cái mặt của nó. Trời ơi trời. Rồi con cười kìa nè, con cười buồn nè. Ăn không vô, nuốt không vô. Thôi đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Kệ đi. Tía. Thôi con chị hai bay ở nhà. Thấy nó đông vui, nó ấm cúng gì đâu. Tự nhiên giờ nó đi lấy chồng cái tao thấy nó vắng tanh. Con người mà sao thấy vắng tanh hả mày? Tía, bữa nay có anh Bảo Nam rồi, nhà mình cũng đông vui mà. Tía, bộ bữa nay tía có chuyện gì buồn hả? Sao tự nhiên cái hỏi tới chị hai à? Sáng con Xuân nó có về, tía có hỏi chuyện bên nhà bà Tám Điệu. Nó ậm ừ, nó không có nói. Mà tía nhìn thấy nó tía xót quá. Thôi con nghĩ là tía đừng có lo lắng quá. Với lại tía cũng biết là anh hai thương chị hai rất là nhiều. Chắc là anh hai sẽ không có để cho chị hai thiệt thòi đâu. Tía đừng có lo mà. Tía biết là anh hai bay thương chị hai, nhưng mà đường dài mới biết sức ngựa. Bây giờ nếu mà nó thương á, mà nó làm trái với đại cha mẹ nó, thì đâm ra nó bất hiếu. Tía cũng không muốn chuyện đó. Chỉ mong là nó đủ bản lĩnh để nó giải quyết cái chuyện này thôi. Con tin á là anh hai sẽ làm được. Mà người ta thường nói á, con gái là hưởng phước cha. Tía của con sống tốt như vậy á, làm sao mà con gái của tía khổ được chứ. Bữa nay mày biết nói nịnh quá ha. Con chỉ nói sự thật. Tía thì cái tâm tía không độc, nhưng mà tía bị khẩu nghiệp. Không sao. Đó, con thấy hay không? Bán cái này hả tía? Trời ơi, sao cho em nó chơi game vậy con? Thì lâu lâu cho bé Hương chơi chút, con đâu cho chơi thường đâu mà má lo. Thôi đi, dẹp đi. Nó lận đít, bày đặt chơi game mai mốt nó ghiền á. Vậy thôi con vô rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi con. Dạ. Mai con đi học sớm đi nữa. Đi con đi ngủ. Dạ đi con rồi. Giỏi. Ủa sao má chưa ngủ còn ra đây? Chờ bà dâu bà làm thao nước ấm ấm ngâm chân đặng ngủ cho nó ngon. Mà chờ hoài sao không thấy, chắc chờ tới sáng luôn quá à. Còn mới nghe má kêu Xuân đây, giờ mới lại nói vậy. Bây giờ nè, má bớt dữ dằn, má bớt nói chút xíu là con cháu vui vẻ à. Lộc ơi là Lộc, má đẻ con ra mà mày lên mặt dạy đời má đó hả Lộc? Kiểu này chắc là do chị hai toan hót cái gì rồi đó ha. Má, má nói gì kỳ quá. Tự nhiên ai mà đi làm mấy chuyện đó, má nói vậy không sợ vợ con nghe rồi cổ buồn sao? Mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì hỏi sao ta không bực cho được hả? Mày là chồng của nó, mày phải dạy nó. Biểu nó cởi mở ra một chút, biểu nó cười lên một chút cho nhà này vui vẻ may mắn. Trời ơi cái mặt như vùi đục chấm mắm nêm vậy mà làm sao làm ăn khá nổi hả Lộc? Má. Nãy giờ má nói chuyện với con á mà mặt má giống như vùi đục chấm mắm nêm luôn. Tao có giỡn với mày nghe mày. Cười cái coi. Khi nào nó cười tao cười. Cười cái đi mà, má cười trước đi. Tao đã nói rồi, khi nào nó cười tao mới cười. Thiệt mà, cười. Tao nhất quyết rồi, tao nói khi nào nó cười tao mới cười. Má nó giết tao rồi, con xin lỗi. Là cái gì? Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ủa, đã nói là trong thời gian này mình hạn chế gặp nhau mà, kêu em qua đây làm chi vậy?
ít gặp chứ đâu phải là không gặp. Anh có chuyện muốn nhờ em chút. Chuyện gì? Em kiếm chỗ nào xây giùm anh mới tiền coi. Nữa hả? Anh lại thua bài xong rồi dây mượn tiền của anh ta chứ gì? Đúng rồi. Trời đất ơi, em đâu phải là cái máy in tiền đâu. Người ta chơi thua bài á thì người ta ngưng đi. Chừng nào có tiền á thì chơi tiếp. Trước đây anh không nhớ hả? Khi mà anh ở Sài Gòn á, anh cũng chơi thua te tua, xong rồi anh dây mượn của giang hồ đó, để cho nó tới, nó truy lùng, nó kiếm tới tận ổ luôn. Rồi hai đứa mình mới bỏ trốn về dưới đây. Anh nên nhớ đây là dưới quê, em nói cho anh biết. Người đi ra, người đi vào đụng mặt nhau, biết mặt nhau hết á. Ở đây mà muốn trốn thì cũng không trốn được đâu à. Ờ nè em, bây giờ em tìm cách á, moi tiền của bà Tám Điệu cũng được mà. Dù là hiện giờ em đã lấy được lòng tin của bà rồi, nhưng mà muốn bà xì tiền ra thì cũng phải có lý do. Chứ đâu phải... Anh biết đó, người ta giàu chứ đâu phải người ta ngu đâu. Cái quán của bà nghe nói là lúc này ế lắm phải không em? Ừ, đúng rồi. Cũng vì lý do đó mà bà buồn hiu à. Bây giờ mà kêu bà xì tiền ra, dễ gì bà xì tiền. À nè, anh có cách moi tiền của bà rồi. Cách gì? Liệu cách này ổn không? Quán của bà đang nghỉ. Bây giờ em hiến kế cho bà, có khách đông lên thì chắc chắn là bà chịu mà. Lúc đó chúng ta sẽ vẽ ra nhiều thứ, kêu bà là mua, thí dụ chẳng hạn như là mua cái dàn máy âm thanh, nhạc sống, thấy không? Phải có nhạc sống mới thu hút khách nhiều. Lúc đó chắc chắn là bà chịu. Thì khi bà đưa tiền mình mua cái dàn nhạc sống đó, mình đổi đồ dởm vô, lúc đó mình vô một khúc rồi, đúng không? Nhưng mà lỡ bà kêu anh Lộc đi mua thì sao anh? Trời ơi, thằng Lộc nó đâu có rành về máy móc đâu mà em lo. Em cứ nói với bà là em có ông anh họ rất rành về máy móc, rồi giới thiệu cho bà. Bà tin tưởng em, thế nào bà cũng chấp nhận. Em cứ nghe lời anh đi. Ok. Ê, bà hôm nay bên bà Tám giảm giá phải không? Đúng rồi kìa, bà giảm giá là 100% kìa. Không, mình đi vô đi. Nhớ lần sau lại đến nha. Cảm ơn mấy chị nha. Có vậy nha chị Tám. Nhớ tới ủng hộ. Dạ, cảm ơn. Mai bán đắt nha. Trời ơi, nước chua ngon quá à. Quay đi. Thôi, đúng rồi, bà. Mới chịu mình ra nữa nha. Mai đây nữa không? Quay đi bà sao mấy ngày hả? Trời ơi, chị Tám hả? 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 Đấy đi, tôi dẹp. Trời ơi. Dạ, để từ từ rồi con dọn cho. Tám yên tâm đi. Tối nay chắc dở cái chân lên hết nổi rồi con ơi. Để con bóp chân cho. Ôi, qua trời qua đất luôn, mệt quá con ơi. Thấy chưa, con đã nói rồi, thế nào là khách cũng đông cho coi mà. Mặc dù mệt thì mệt, nhưng mà mình có tiền rồi mình vui rồi hả Tám ha? Ê, đây, Tám để chân đây nè Tám. Rồi. Ừ, con thấy Tám vất vả vậy, con thương hết sức luôn vậy đó. Ôi, có gì đâu con. Con nghĩ lại, công nhận Xuân tệ gì đâu mà tệ luôn vậy đó. Thấy Tám buôn bán cực khổ, khách đông vậy đó mà không thấy ló mặt ra phụ gì hết trơn à. Nhắc tới nó làm Tám tức thêm vậy đó. Nó có bao giờ mà nó nghĩ Tám là má chồng của nó đâu con. Con cũng biết Xuân suy nghĩ sao nữa. Khi mà Tám ra đây Tám làm vậy á là phụ cho anh Lộc đỡ đần chuyện nhà, vậy mà còn không có biết thương, còn không ra phụ gì hết. Khách thì đông. Con nói thiệt nha, tại con không có diễm phúc được làm con dâu của Tám. Chứ con mà có má chồng như Tám thì con đội lên trên đầu á. Sao? Dữ vậy đó hả con? Dạ. Nếu mà Tám là má chồng của con á, là con vui dữ vậy đó hả? Dạ, con nói thiệt mà. Con á, con vui vẻ, hoạt bát, thông minh, lanh lợi. Phải chi mà con Xuân nó được một góc như con á thì đỡ biết mấy. Thôi Tám, Tám để con bóp chân cho Tám. À. Ui. Nhanh lên đi, trời ơi, con nó thèm quá kìa. Trời ơi, xoài ngon quá, dòm cái chảy nước miếng luôn á. Rồi, để anh cắt. Thôi khỏi, đẹp. Sao vậy?
ngon không? Sao em thấy nó thiếu thiếu gì á? Thiếu gì? À, thiếu mắm ruốc. Đúng rồi, xoài này ha, chua chua. Quá một miếng mắm ruốc vô, trời ơi, nó đã. Anh, vô lấy mắm ruốc cho em ăn đi. Mắm ruốc ở nhà mình đâu có đâu. Không có hả? Vậy chạy về nhà tí má em á. Đi qua bển, má có hũ mắm ruốc ngon lắm. Nói với má là lấy hũ mắm ruốc qua cho em ăn xài. Đi đi. Vậy để anh chạy bển ha. Bà xã với lại con ngồi ở đây ha. Anh đi về liền. Lẹ lên nha. Ủa, chồng dạ? Bay chạy đâu mà làm như ma rượt nó vậy? Anh chạy về nhà con bển á, lấy mắm ruốc qua cho con ăn xoài. Trời đất ơi, cái số con tôi làm như cái số nó là bị vợ hành hay sao? Nắng chang chang vậy mà nó chạy ngoài đường đi lấy mắm ruốc cho vợ nó thì tôi hết biết luôn cái thằng. Tại anh thua con chứ bộ. À mà quên tí. Tí vô chổng á, lấy cho con ly nước lọc đi. Ảnh đi rồi, nãy con quên kêu ảnh lấy cho con. Nè ha, nè ha, nha. Dạ. Mày đâu có bị đi không nổi, mày vô mày lấy mày uống đi. Tại giờ cái bụng con bự quá, con đi đứng nó khó khăn chứ bộ. Với lại hả, con mà đi lại nhiều vậy á, là ảnh hưởng tới cháu nội của tí á. Tí. Tí, con mắc nghẹn. Tí đi lấy lẹ giùm con tí. Trời ơi, cháu nội của tí. Thôi được rồi, thôi được rồi. Quá trời quá đất mày. Hành chồng mày đã đành rồi, mày hành tới tí mày nữa. Tí chồng mình nó chứ quên. Tí, cháu nội của tí sắp lọt ra rồi nè. Được được rồi, từ từ. Nè má, ấy quên nè, uống đi con. Thôi, nhưng mà tự nhiên giờ con hết muốn uống nước lọc rồi, tí lấy cho con ly trà đá đi. Mày ăn xoài mà mày uống trà đá làm mày đi ra con luôn đó. Nhưng mà cháu nội của tí muốn uống trà đá. Đi tí. Nè, cái trà đổ vô uống đi. Không, trà phải có cục đá nữa. Để tới mai mày uống là có ra, nó lạnh mày uống là giống trà đá. Tí ơi, cháu nội tí lọt ra ngoài rồi nè tí ơi. Tính ra chưa kiện cũng kỳ công quá bác Sáu ha. Kỳ công lắm con. Dạ. Ông bà mình hồi xưa đó, nhiều người á làm kiển á, có bây giờ người ta kêu là gì, nghệ nhân đó. Ồ, nghệ nhân. Kiển cổ hồi xưa ông bà mình chơi có dáng có thế rồi này nọ đó, mấy cái cây hồi nãy đó. À. Con thấy cứ bên này ba cái rồi bên này có năm cái tầng đó, là cái thế đó gọi là thế tam can ngũ thường. À, thì ra là mình phải có một cái sự mà chuẩn bị chu đáo ha. Đúng rồi. Dạ. Kiển đó gọi là kiển cổ đó. Kiển cổ. Tía, con nói thiệt nha, anh Nam mà ảnh ở nhà với tía là con thấy ảnh già háp theo tía luôn á. Ủa mày nói ngộ à. Nó ở nhà với tao á, nó theo nó lọ mọ, nó hỏi kiển cung đồ này nọ, tao nói cho nó nghe. Bây giờ mày muốn nó trẻ mày dẫn nó đi chơi đi. Dạ, dạ thôi được rồi bác. Không, con phải đi à, rảnh rỗi đây đây bay phải đi à, quê mình nhiều cảnh đẹp lắm. Ủa nói vậy là quê mình nhiều cảnh đẹp lắm hả bác? Nói vậy là tía muốn con dẫn anh em đi hả? Chứ lẽ tao. Đi đi. Ờ dạ, cảm ơn bác Sáu. Dạ dạ. Thiệt hả tía? Ủa chứ con này ngộ à. Bây giờ tao nói mày nghe, bây giờ gió ngoài sông mát lồng lộng, hai đứa dẫn ra ngoài ngoại ngồi coi tàu bè rồi này nọ qua lại vui lắm con ơi, người ta chở đủ thứ nông sản hết trơn hết trọi á. Dạ. Đi chơi dạ. Đi nha. Dạ. Tao dạ. Lo làm công chuyện á. Chết rồi, mình mà đi chung với anh Bảo Nam thế nào anh Khang cũng nổi cơn ghen cho mà coi. À, có cách rồi. Alo, anh nghe nè. Anh Khang, anh có rảnh không? Rảnh, anh rảnh dữ lắm. Thấy con cái dâu con kỳ cục, bực bội à, không có giống ai hết luôn. Chán. Anh Xôi, nay rảnh đi chợ hả anh Xôi? Tôi đâu có rảnh thì ông đi hát ba karaoke. Nhà để cho con gái nó sai, con dâu nó sai hả? À, sao anh? Con Hạnh lúc nãy nó khỏe không anh? Nó khỏe. Nó khỏe dữ lắm á. Chỉ có con tôi mà mệt thôi. Còn anh sao? Thừa biết ông còn giả bộ ông hỏi nữa hả?
Tôi hỏi thăm anh mà làm gì anh móc mé tôi dữ vậy? Anh nói gì tôi không hiểu luôn á, thiệt tình luôn á. Thôi đi đâu đi, tôi qua hát karaoke tôi giải sầu chút nha. Cái gì mà hát karaoke giải sầu? Tôi nói anh nói cái gì mà tôi không có hiểu? Thôi đừng có giả vờ ngây thơ ông nội. Tôi hỏi ông nè, ông ghét tôi đúng không? Ông làm bộ đưa con gái ông về bên nhà tôi để con ông á nó đài đọ, nó hành hạ con tôi á, giống như là khổ sai cho nó vậy. Đã vậy rồi còn dính tới tôi nữa nè. Tôi nghi lắm mà. Tôi nói thiệt ông nha, nghe cười cười cái gì kiểu cười cười vậy tôi nghi nè. Ngay từ đầu á tôi không nghĩ ông vậy đâu, nhưng bây giờ nè nhìn cái mặt ông cái kiểu vậy là có thiệt rồi đó, thấy không? Ghê. Cũng là thân phận ít tóc với nhau mà sao không đồng cảm, mà cái con người ông nó còn ác ghê hồn. Thì ra thằng Chả bực bội vì quan hệ nó sai thằng Phúc với thằng Chả. Không ngờ con gái mình cũng khôn quá đi chứ, không uổng công là con gái rượu của Bảy Tòng nè. Là thiệt rồi đúng không? Mọi cái chuyện ông làm là ông sắp đặt hết phải không? Ghê chưa? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Nghĩ gì? Là những cái lời nói của anh vừa rồi đó, không biết là nó đúng hay là nó sai. Chứ con gái tôi thật sự á, anh thấy sao chứ, nó hiền giống như là cục bột á. Anh nói quá tội cho con nhỏ anh. Trời ơi, hiền quá. Con hiền anh... lắm. Hiền lắm, nó hiền lắm mà. Ôi ôi, nó hiền mà trời ơi. Hiền mà nó muốn leo lên đầu ông già chồng nó ngồi trên đó mà hiền hả? Ôi ôi, cái gì nó... Tía ơi, giúp con cái này đi tía. Giúp con cái kia đi tía. Giúp con cái kia... Tao đánh mày sao mày không làm? Cái lưng khom xuống không được tía ơi. Cái chuyện anh nó sai mấy đứa nít nó làm sao sai tôi được? Dạ anh có sắp nhỏ nào để cho nó nhờ nó biểu đây. Ủa không có rồi sai mấy thằng già như kiểu tôi vậy hả? Tao phải biết tế nhị chứ. Thì từ đầu tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi nói là nó có bầu có bì không, rồi tôi sợ nó qua bên anh rồi nó làm cho anh bực bội khó khăn, cho nên tôi nói để bên này mà anh nhất định anh không chịu. Bộ tía còn tôi lo cho nó không được hả? Nên sợ tôi bạc đãi nó hả? Anh nói mà đúng không? Tôi thiệt ông á, có chuyện ông hồi cũng sôi máu à. Bây giờ vậy ha, anh muốn nó rõ ràng là tự anh quyết định anh muốn nó về bên anh cho bằng được ha. Bây giờ thấy sao? Nếu cảm thấy không được thì bây giờ cứ đưa qua nhà tôi. Về bên nhà tôi có vợ tôi với tôi là lo cho nó được mà, có gì đâu. Từ đầu tôi nhìn tôi thấy là anh không nên rồi, không có kham nổi rồi mà anh nhất định cãi tôi cho bằng được. Rồi bây giờ anh trách tôi là trách cái gì? Ủa, làm dâu phải về nhà chồng chứ mắc mớ gì hả ông nội hả? Phụ nữ nó sanh đẻ nó về bên cha mẹ ruột nó là chuyện rất bình thường. Anh nhất định một hai rồi về bên anh cho bằng được. Bây giờ anh lo không nổi. Rồi bây giờ anh trách tôi là trách sao? Bây giờ là nếu không được ha, tôi nói rõ ràng nếu không được cứ để con Hạnh về bên nhà tôi. Vậy thôi, rất đơn giản. Tôi nói không được đâu. Tôi đang quạo thôi, tôi tức thôi chứ đâu nó không được. Rồi được rồi, nếu anh nói gì để anh thực hiện ha, để anh thể hiện đó. Đúng chưa? Có gì nếu mà không được thì cứ việc cầu cứu vợ chồng tôi giúp cho, đơn giản thôi. Vậy nghe anh đi ngay nào. Này hỏi chi? Hỏi để né. Tôi đi ngay này. Ông đi trước là tôi né. Ngon lắm hả? Tưởng ngon lắm hả? Chưa biết ai hơn ai. Bác mẹ trong lành quá ha, thật sự rất là thoải mái. Dạ đúng rồi, ở trong bên này cái con khỉ á, tự nhiên đâu xuất hiện thằng cha tóc tai dựng này. Anh thấy không, nhiều cây xanh lắm. Mỗi lần mà em bị stress đó, hay là em thấy bế tắc trong công việc á, là em ra ngay đây nè. Đúng rồi, ngay chỗ này nè. Chỗ này là chỗ tụi tôi á buồn quá là hay đi ra ngồi ở đây nè, nắm tay ngồi ở đây nè. Đó, gió mát hiu hiu hai tụi tôi nói chuyện tình không ha. Anh này, tính ra An Vinh Khang lãng mạn quá. Phải lãng mạn chứ, tụi tôi yêu nhau đó giờ mà. Anh không biết hả? Anh phải nhớ kỹ nha, yêu nhau từ đó giờ rồi đó nha. Khổ quá à, biết rồi, anh Nam biết rồi. Không mà sợ anh quên. Mà làm gì vậy, em với anh Nam đứng đây mà anh nói cái giọng ở đâu ở trên trời vậy? Thì phải nói lớn, nói mạnh như vậy á, thì gió bạc thẳng vô lỗ tai, anh nhớ trong đầu anh vậy. Biết rồi, bây giờ em đưa anh đi vườn trái cây nha. Wow. Đã lắm. Vườn trái cây hả, đừng có đi vườn trái cây. Vườn trái cây bây giờ trái nó dập hết trơn rồi. Vườn trái cây đây lạ lắm, nó gặp người quen nó mới tươi, gặp người lạ nó dập hết ha. Trái cây mà cũng cảm ứng nữa anh hả? Trái cây ở đây nó nhạy lắm. Anh không muốn đi nữa hả? Gì? Đi làm chi? Đi ở đây là được rồi. Thôi đi anh em. Cảm ơn nha. Kỳ cục. Tôi đi nha. Ở đâu mà lòi ra cái thằng khó ưa vậy? Người ta nói đi cũng đi theo, đúng là biểu hiện của sự lương lẹo.
tới rồi, tới rồi. Anh Khang, anh lên trước đi. Biết rồi. Có coi phim chìm xuồng chưa? Hả? Cái gì? Chút nó chìm bây giờ á. Anh nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Đó, cẩn thận đó. Anh lên đi anh. Anh Khang, đỡ anh em. Tự lên đi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đàn ông cái gì mà có chút xíu không leo được. Đây nè, có dây nè. Vậy mà bày đặt đi xuồng. Tôi nè, lên đây. Cảm ơn anh. Lạ ngứa quá. La cái gì mà la hả? Anh Nam, uống nước đi. Làm gì vô nhà tôi ngồi mà cứ lắm la lắm lét như đồ ăn trộm gà vậy? Bộ mất của gì ha, lo dữ hả? Mất của gì đâu mất của. Anh có bị nó bả rồi đâu trộm gà trộm đồ gì cái. Tôi đang nghĩ cái chuyện mấy đứa nhỏ đây nè. Thôi có chuyện gì đâu lo nghĩ. Nói chung là bây giờ để cho ông Khang nó khỏe khỏe cái rồi cái bật là mình mừng đám cưới chứ có gì đâu lo. Không á, ổng trời thấy anh lu bu quá không có nói anh được, nghe không? Tôi thấy vậy nè. Tôi thấy tại sao anh cứ để thằng Bảo Nam vậy đó. Nó ở nhà anh chi vậy? Nó ở bên nước ngoài nó gì, nó không có bà con gì ở đây hết trơn á. Ba nó là bạn thân chí cốt của tôi hồi xưa. Trời cho ơi. Nên là để cho nó ở đây cũng đâu có gì. Đây cái gì ở hết ngày này qua ngày nọ ở miết vậy sao không cho ra riêng nó ở đi, thuê nhà ngoài riêng cho nó ở. Ra riêng cái gì? Tôi nói anh nghe, nó sống từ nhỏ ở bên Mỹ. À, về đây nó lạ nước lạ cái. Tôi cho ra riêng rồi nó tôi cũng không an tâm. Ôi anh ơi, làm như nó con nít vậy mà không an tâm. Nó mấy chục tuổi rồi làm như con nít đi, cho ra ở riêng đi. Mấy chục tuổi thì mấy chục tuổi chứ anh. Nói chứ ăn nhiều chứ ở nhiều. Thôi kệ nó, cứ để nó ở đây coi không sao. Nè, tôi nói thẳng luôn, nhà anh á, ở không có tiện đâu. Anh có con gái mà thằng Bảo Nam nó ở vậy đó. Hay là anh cố tình, cố tình anh muốn gắn ghép Bảo Nam với lại con Thùy An con anh. Anh làm vậy là không được đâu đó. Anh làm vậy là anh tham lam lắm á. Anh vậy là anh mê Việt Kiều là tôi thấy không được đâu à. Ê, nói chuyện không phải giữ mồm giữ miệng nha. Nói tầm bậy tầm bạ anh bắt đầu đi sai sai rồi đó nghe anh. Cái chuyện sai đúng gì tôi không nói mà. Mà còn tôi nói anh luôn nè. Có thể anh không hiểu, anh cố tình không hiểu. Nhưng mà nhìn một cái góc độ nào đó, tôi thấy anh là đang gán ghép giữa con An với thằng Bảo Nam. Là anh muốn đá thằng Khang con tôi ra phải không? Anh nói như vậy là bậy hơn nữa đó. Cái chuyện nào nó ra chuyện đấy chứ sao tự nhiên anh nói tôi đi gán ghép. Bậy cái gì mà bậy, tôi thấy cái tình hình này không ổn nè nha. Tôi nói rồi đó nha, tôi thấy không ổn rồi đó. Nè, nói chuyện với những người ngang ngược như anh á là tôi không muốn nói nữa. Mời anh đi về, ở đây có tiếp anh. Rồi. Anh ngon nghe anh Sáu nè. À, anh định quên cái lời hẹn ước hả? Anh quên đi. Anh quên đi, rồi tôi bêu xấu anh trên coi. Bêu đi. Ê Lộc, tao có mua bánh mì rồi nè. Cảm ơn nghe. Nè ăn đi mày. Làm ổ đi. Ừ. Ủa mà gì? Bữa giờ cái chuyện của vợ mày với má mày sao rồi? Thì cũng vậy chứ có khác gì đâu mày. Tính mẹ chồng con dâu khác nhau. Má tao á thì thích vui vẻ, cái miệng nói chuyện nguyên thiên không ngớt à. Còn Xuân á thì ít nói nóng tính, nên nhiều khi không có hợp tính nhau. Đụng nhau á, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng mâu thuẫn được hết. Ừ, cũng khó cho mày giữ rồi ha. Tao đứng cửa giữa, không biết làm gì hết. Chỉ biết khuyên người này khuyên người khác thôi, chứ biết làm gì nữa đâu. Thì mẹ chồng nàng dâu xưa giờ là vậy mà. À, tao nghĩ vậy nè. Hay là hai vợ chồng mày á dọn ra ở riêng đi. Ở xa thì mỏi chân, nhưng mà ở gần thì mỏi miệng. À, không chừng á ra riêng lại tốt hơn đó Lộc. Thấy được không? Nhà có mình tao với má tao à. Đi rồi bỏ bà già ở nhà mình sao yên tâm. Thôi đừng nhắc tới nữa, mệt lắm. Mình đi đi. Không ngờ nha,
Nhờ An á, dẫn con vô sườn sản xuất lục bình của nhà bác nè. Con thích dễ sợ, đúng ý con luôn. Không ngờ nó đẹp mà gia công tỉ mỉ đến vậy luôn đó bác. Đẹp mà con, mấy cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà làm bằng cái vật liệu thiên nhiên này nọ của mình á. Trời dạ. Nó đẹp dữ lắm. Nhưng mà con cái à, bán ở trong nước nó cũng không ăn thua gì con ơi. Đó, bác nói là một lần là đúng ý con rồi. Con tính nói với bác là đợt này con tính bàn với bác với An là con xuất qua bển. Con lấy sản phẩm lục bình từ xưởng của mình, con xuất qua bên nước ngoài. Được không? Cái đó khó à con à. Không có khó đâu bác. Cái người bên phương Tây họ rất là thích những cái gì mà từ thiên nhiên, những cái gì mà tự nhiên vậy đó. Những cái sản phẩm của mình không những đẹp mà còn rất là sắc sảo. Họ rất là chuộng. Con chắc chắn với bác là được. Cái đó thì bác biết. Tức là bây giờ mình cứ bảo vệ môi trường là cái chính nữa nè. Dạ. Rồi cái sản phẩm nó đẹp. Nhưng mà bác sợ nó khó thôi chứ. Nếu mà con làm được thì tốt quá. Dạ là quá được. Bác đừng có lo cái chuyện đó. Bà nhắm được phải không? Dạ được. An ơi. An. Dạ. Lên tí biểu. Tí gọi con. Ừ. Con đang nấu ăn mà tí. Ngồi xuống đây. Hả? Dạ. Nấu ăn để đó tính sao. Nè, bây giờ Nam nó nói là bây giờ cái sản phẩm lục bình của bay đó thì Nam nó lo được cái chuyện mà đưa đi nước ngoài kìa. Con biết rồi. Vậy tí thấy sao tí? Trời ơi, nếu được vậy thì tốt quá. Cái thứ nhất là mình được đưa cái sản phẩm của quê hương mình đi ra nước ngoài còn gì bằng. Dạ. Thứ hai nữa thu nhập kinh tế con cũng đỡ lo bớt. Dạ. Thực ra là hồi trước tới giờ con cũng rất là muốn tìm đường để xuất khẩu hàng đi ra nước ngoài. Nhưng mà về giấy tờ em không có rành. Với lại em thấy nó hơi rắc rối cho nên là em hơi bị nhục chí chút xíu. Cái xưởng của mình từ xưa đến giờ sao vẫn vậy. Mà quan trọng là mình cứ chú ý tới sản phẩm, chất lượng, uy tín, đẹp, nhiều mẫu mã đẹp là được. Còn phần giấy tờ là con lo hết. Hơi vậy mọi hả? Thủ tục là anh lo hết. Riêng cái chuyện đó thì anh khỏi lo đi. Em là em kỹ từng cái khâu lựa nguyên liệu đó. Không, anh nói thì anh nói vậy thôi. Chứ mà anh đã tới xưởng và thấy sản phẩm rất là đẹp. Bữa nay tự nhiên trong lòng Tiết cảm thấy vui vui. Bữa nay đãi món gì đặc sản cho anh Nam về ăn đi. Dạ không được rồi bác. Con làm canh chua với lại cá kho tổ ở dưới rồi Tiết. Ủa làm canh chua cá kho tổ rồi hả? Dạ. Dạ dạ vậy được rồi bác. Thôi cái đó để gác lại chiều ăn cũng được. Bây giờ mày coi cái món nào là đặc sản ở đây nè. Rồi đãi cho anh Nam về ăn. Nó đi lâu rồi mà. Đặc sản hả Tiết? Ừ. Đặc sản là có món chuột đồng bảy món nè. Rắn xào lá cách nè. Và bò cạp chiên giòn nè. Bò cạp chiên nước mắm nè. Thôi dạ dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn An. Cảm ơn bác Sáu rất nhiều. Con sống đơn giản lắm. Con ăn món bình dân là được rồi. Trời mấy món đó đơn giản và bình dân lắm anh. Trời nhưng ăn mà em đi có ngon món... hết sảy luôn. Anh biết rồi. Nhưng mà em có món gì đó thân thiện hơn chút được không? Ý nó thích món thân thiện. Ê món thân thiện nè. Dạ. Cái tuổi của tụi bay là cái món này là thân thiện nhất. Dạ. Đó là cái món vũ nữ chân dài. Dạ thôi bác ơi, con không ăn thịt người. Đó là thịt con nhái. Con nhái xong người ta ta bắt về phải không? Các bạn cho lột cái vỏ nó ra xong người ta nẹp vô cái người ta ta phơi nha, nó dài, cái chân nó dài xong sọc nó nằm xảy lai nè. Con bỏ vô con chiên nó nằm thấy cưng lắm, ngon. Tí tí. Thà tí nói vũ nữ chân dài con nghe tới đó là thấy hay rồi. Tí diễn tả ăn chi con nghe còn thấy ghê. Đừng nói anh Nam sao anh ăn được. Dạ dạ thôi mình ăn món bình thường. Ví dụ như là đậu hũ chiên xả hay là cải xào vậy được rồi bác. Rau hả? Vậy tưởng gì như thế đó đơn giản. Dạ. Mùi gì khác vậy bây? Hình như có mùi. Chết rồi cháy rồi cháy rồi. Dạ thôi đừng có ra sao phụ ăn có sao chứ bác. Trời ơi là trời. Thôi bắt đại con gà đi mần thịt đi. Rồi làm gỏi rồi này nọ ăn. Tía, ăn cơm đi tía. Đây, anh bới cho. Đưa đây, để em tự em làm cho. Không được. Trời ơi, canh gì đâu mà canh chua hay là nước vậy? Gì mà không chua miếng nào hết trơn á. Cũng không có miếng tép nào luôn. Thôi vậy vợ cái kho đỡ nghe vợ. Trời ơi, cá tanh rình nè. Trời ơi ai nấu vậy? Ai nấu vậy mà thấy ghê quá vậy? Tôi nấu á, tôi kho được không?
Dạ, dạ tía không phải con chê đâu tía. Cái này cháu nội của tía, cháu nội tía nói cái này không hợp khẩu vị. Muốn hợp khẩu vị mai mốt ra ngoài mua ăn đi nghe không? Đó, con nghe ông nội nói chưa, không hợp khẩu vị thì cũng phải ráng ăn, không thôi hai má con mình nhịn đói luôn á. Nhà cô nha, tía má cô bên nhà đó nuông chiều quá đâm ra cô hư. Tôi chưa thấy ai mà bầu có bầu mà cái kiểu vậy hết á. Tía, mỗi người có bầu khác nhau mà, sao tía so sánh gì kỳ vậy? Thử tía có bầu thử coi, không chừng lúc đó tía còn khó chịu hơn vợ của con nữa. Mày điên mà cũng điên vừa vừa thôi nghe mày. Đàn ông mày biết có bầu là sao mày? Ừ, thì ý con nói là tía trách vợ con như vậy là không có đúng, tội nghiệp cho vợ của con. Cái này không phải là do mà có bầu mới mà trái tính trái nết vậy đâu. Nói rồi, do ba má của cổ bên đó đó nuông chiều quá đâm ra sanh tật hư. Trời, tía nói vậy lỡ tía má bệnh nghe được là kỳ lắm á tía. Nghe kỳ rồi sao rồi làm gì tao? Tía giận rồi, vậy là kế hoạch làm cho tía giận cũng thành công. Thế nào tía cũng cho mình về nhà tía má ruột ở để sinh con. Mình cũng biết làm vậy là sai, hơi quá, nhưng mà tại tía cố chấp quá nên đành phải dùng chiêu này để đối phó với tía thôi. Anh, bớ cho em chén cơm đi. Ủa, sao nãy giờ em chơi mà? Thì hồi nãy khác, bây giờ khác. Ê! À, tía về. Ê, chào con. Giỏi. Con gái giỏi quá nè. Tía có mua vú sữa cho hai má con ăn nè, thích không? Dạ ơi, đã nha. Mùa này vú sữa hiếm lắm đó nha, khó lựa lắm á. Nè, nhà mình nguyên cây luôn nè, không có một trái nào, cả nụ cũng không có nữa. Anh phải lựa từng trái vú sữa một luôn á. Má chửi quá mà cây nào một trái nổi. Thôi, má nghe bây giờ. Trời, bữa nay chồng tôi chơi sang quá ta. Mùa này làm gì có vú sữa mà sao tìm ra hay quá vậy? Vậy giờ lấy cho hai má con ăn nha. Sướng quá ha, sung sướng dễ sợ luôn ha. Má mới ngoài quán về hả? Ta coi vậy chứ có phước có phần hơn mình. Được chồng nâng niu chiều chuộng, hầu hạ, hang đi mua từng cái trái vú sữa về cho ăn. Chứ đâu phải bạc phần như tôi. Ta nói cái bên nè, có cái bà Tư Ròm đó, bà cưới dâu về. Ta nói bà được dâu bả làm. Alo, hả, con hả? Nè, Phúc, bây giờ nè, con đi kêu em, nghe không? Kêu ông Khang về, tí làm mấy món ngon lắm, nha. Kêu về đây ăn nghe con, nghe. Nha. Kêu nó về liền nghe con nghe. Ừ. Rồi. Đúng quá. Có chuyện gì? Thì nghĩ cái chuyện ông Bảo Nam chứ ai. Bảo đảm với em luôn, ở bên Mỹ thất nghiệp, không có công ăn việc làm gì đàng hoàng, ha. Nó mới về đây, chứ ai mà rảnh đâu mà về. Ảnh á, về đây là ảnh cũng có công chuyện hẳn hồi, chứ không phải là chơi không đâu, người ta giỏi lắm á. Ừ, công việc hẳn hồi, việc gì? Trời ơi, nói chuyện với em là người ta nổ đó, nổ cho nó hoành tá tràng lên. Chứ làm gì có công việc gì? Ừ, vậy anh không biết hả? Ảnh về đây á, ảnh mới đề nghị với em với tía là muốn xuất khẩu mấy mặt hàng mỹ nghệ làm từ lục bình đi qua bên bển đó. Nè, sao rồi em với tía tính sao? Em với tía dĩ nhiên là ok rồi. Trời ơi, sao em với tía dễ dãi vậy? Cái gì mà dễ tin người vậy? Đúng ra gặp người lạ là mình phải từ chối thẳng mặt chứ, nói mà không muốn ăn cóc luôn, bực bội. Đây là một cơ hội hiếm có luôn á. Anh cũng biết là đâu có dễ gì mà mình muốn xuất khẩu mặt hàng ở Việt Nam đi qua nước ngoài là dễ đâu. Có cơ hội là mình phải chụp lấy liền. Với lại hơn nữa, anh Bảo Nam á, ảnh là người rất là uy tín trong chuyện làm ăn và cũng tử tế nữa. Nên em nghĩ là tụi mình sẽ thành công trong cái khoản đó thôi. Có gì đâu mà anh phải lo lắng. Tử tế ghê hả? Anh có mục đích cuồng giảng, chủ yếu là muốn nhìn em thôi, là muốn kề cận với em thôi, bài vẽ là nhiều trò. Chứ mắc mớ gì làm nhiều chuyện vậy?
Mệt anh quá à. Suốt ngày ghen tuông bóng gió là giỏi thôi. Anh không biết á hả? Anh biết cái là hai đứa mình đã đính ước, chuẩn bị chờ tới ngày cưới thôi. Anh rất là giữ khoảng cách nha. Bây giờ không có gì em đứng về phía anh á. Anh nói ra cái gì cũng bình. Một anh nam, hai anh nam. Thiệt, chưa có gì hết mà em đã bị gọi là bị hư danh rồi. Hư danh là cái gì? Hư danh là giống như là mấy cái phim trưởng á. Tức là cái danh dự nó bị thiêu. Nó thiêu nó mới hư. Anh dám nói em như vậy luôn á hả? Chứ còn gì nữa. Nhìn cái mặt. Ây da, cái gì vậy? Dẹp cái đi. Gì vậy? Khỏi ăn luôn đi. Em nói cho anh biết, anh đừng có mà ghen bóng ghen gió như vậy nha. Đi về đây. Ăn. Ăn. Ôi da. Cha nó mới để cái dĩa heo quay xào dưa cải đây mất tiêu rồi trời. Nhà mình đâu có nuôi chó đâu. Mà hàng xóm đâu có chó nào qua được đâu. Mèo là không có. Sao kỳ vậy? Trời ơi. Trời ơi sao cái dĩa. Cái dĩa thật tôi. Thì heo quay tôi để đây nó mất tiêu rồi. Cái gì vậy tía? Con dạ. Tía để cái dĩa thịt heo quay đây rồi sao dưa cải nó mất tiêu vậy? Dạ con ăn rồi nè. Mày ăn hồi nãy con đói bụng muốn chết, xuống đây không có gì hết, hình sao có dĩa heo xào cải chua, trội ăn với cơm đúng bá phát luôn á tía, ngon lắm. Mày ăn hay là ma ăn? Ý là mày ăn hay là ai ăn mà một dĩa luôn nè. Cho nội tía ăn. Trời ơi Hạnh ơi là Hạnh, trời ơi cái dĩa này tao xào để về. Ba tí con sao uống lai ra chơi. Mày ăn hết mày ăn mà không chừa. Mày ăn không chừa một cọng cải nào lại luôn. Ăn cái kiểu gì chết người ta rồi tí, trời. Hay giờ còn miếng thịt con xớt lại. Còn nhiêu đó mày xớt lại ai ăn ai nhịn. Còn cải không mà còn heo quay mà lụm hết rồi. Con xin lỗi. Ăn trên... ăn cái kiểu mà ăn trên đầu trên cổ tía này không nghĩ là đâu phải là có ăn trên đầu trên cổ đâu tía, con bới tô con ăn con ngồi ăn đàng hoàng chứ bộ. Trời ơi nói cục cật còn trả treo nữa, còn trả treo nữa. Ăn cái kiểu nó chết người ta bởi vì tía má mày dạy mày sao ăn coi nồi ngồi coi hướng mà ăn không coi vô cái nồi thấy không, ngồi cũng không coi cái hướng. Trời ơi bây giờ rượu nè hả, mua về nè, bây giờ sao hả? Vì không lẽ uống rượu khang vậy hả? Bực bội luôn, chịu không nổi luôn. Dạ nước của hai anh. Cảm ơn em. Từ từ nói. Từ từ nói cái gì vậy? Má của con đi má. Con là bê đê mà. Nó nghĩ sao nó kêu con sầm sợ nó. Má phân xử giùm con đi. Thôi. Tôi xin lỗi. Coi như tôi xin lỗi các cậu đi. Bây giờ muốn sao? Thôi tiền nước bữa nay coi như tôi bao ha. Tôi bao, tôi không có lấy tiền nước của mấy cậu đâu. Đâu dễ dàng vậy được. Nãy giờ con bà quýnh người ta, giờ sao? Đâu bỏ qua vậy được, giờ sao? Tính sao? Phải qua lưỡi qua, sao? Thôi, một tháng uống nước không lấy tiền được không? Nói vậy được. Cái gì? Để cho tôi giải quyết. Dạ, xin lỗi mấy cậu nha. Dạ. Vậy còn được á? Dạ. Xin lỗi hai anh. Nhỏ kia, mày mơ hả? Mày không có cửa với chị đâu. Dạ.
tức quá. Thấy chưa? Dạ thôi thôi thôi, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn. Nghĩ sao hả? Bóng mà đi về gái. Dạ, dạ xin lỗi anh. Má, má cho nó đi thiệt hả? Rõ ràng nó sàm sỡ con mà. Sàm sỡ cái gì? Người ta bê đi mà sàm sỡ. Khổ ghê vậy đó hả? Trời ơi. Vụ gì vậy? Thôi vụ thôi, gì vậy má? Đừng nóng vụ giận. Hỏi con vợ, hỏi con vợ tiểu thơ con rồi biết kìa. Trời ơi, quán xá gì đâu. Bê đi. Mà nó nói là bê đi sàm sỡ nó. Cái gì? Ờ. Vợ con bị sàm sỡ hả? Ờ. Sàm ở đâu? Nó sỡ ở đâu? Má, mệt má, quá. Con nói thiệt nha. Cái gì? Ai chứ vợ con là con tin tuyệt đối luôn á. Vợ con hồi xưa tới giờ nổi tiếng là hiền lành ngoan ngoãn, không bao giờ biết đổ quay trai hết á. Ý mày nói tao là giả dối đó phải không? Vu khống cho vợ mày đó phải không? Từ ngày có vợ mày tới bây giờ ha, mày bên vợ mày bỏ tao. Không phải, con đâu có ý nói má vậy. Nhưng mà vợ con vậy rồi sao mà con bình tĩnh được? Mày à, Thôi Tám đừng có buồn mà. Thôi Tám đừng có buồn mà. Trời ơi, đàn ông á, thương vợ là đàn ông tốt đó Tám. Với lại chắc là Xuân mong manh dễ dở quá, cho nên là hiểu lầm thôi à. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Trời đất ơi, mỗi một lần mà ra quán á, hết cái chuyện này tới chuyện nọ. Tao mà bị sàm sỡ như vậy, mày có làm như vậy được không? Sớm nè dám sàm sỡ má. Nhiều à. Trời ơi, đụng tới má là má cào cho nát cái mặt nó luôn chứ sàm sỡ gì. Thôi đi về đi. Mày nói vậy mày đi về hả? Thôi leo lên cổng về cho chắc. Trời ơi. Đau lắm hả, đi không nổi hả? Anh cổng về nè. Đúng là tôi không có hợp với con nhỏ này mà thiệt. Trời ơi. Thôi thôi Tám đừng giận nữa Tám. Anh đứng lại coi. Gì vậy? Nó nghe nè, em thèm ăn sầu riêng quá, chạy ra ngoài mua cho em trái sầu riêng đi. Nhưng mà em nói nghe nè. Gì vậy? Canh á, chừng nào mà không có Tí ở nhà là anh đem trái sầu riêng thẳng vô phòng cho em luôn nha. Chứ để hả, Tí mà thấy trái sầu riêng Tí lấy á, là hai má coi em mất phần luôn á. Tí. Nói gì vậy? Nói gì sầu riêng sầu chung gì vậy? Dạ con có nói sầu riêng gì đâu. Tao nghe loáng thoáng là nói sầu riêng gì đó mà. Coi chừng Tí ra để cho chừng Tí lấy Tí ăn. Tao thèm, tao cũng thèm, cũng có tiền tao mua. Tao khổ, tao cũng ráng tao mua được trái tao ăn. Chứ mày làm như tao chết đói, tao chết, tao không có tiền. Tao không có tiền, tao không đi ăn mày. Tao xin tiền, tao mua tao ăn nữa. Tía, thôi mà tía đừng có giận tía. Tại vì vợ con ấy, sợ tốn kém thôi à. Tía cũng biết là vợ chồng của con ấy, đâu có dư giả gì đâu. Với lại cái này cháu nội của tía thèm á tía. Cháu nội của tía thèm sầu riêng á. Dạ đúng rồi, cháu nội á tía. Dạ, cháu nội của Tí thèm ăn sầu riêng chứ không phải con đâu Tí. Con không có ý gì đâu Tí. Không có con nít nào mà nằm trong bụng mà thèm ăn sầu riêng á. Chỉ có tụi bay thèm bay nói đi chứ đừng nói con nít. Tao đó tao nằm trong bụng tao, má tao tao biết mà không bao giờ thèm sầu riêng. Sao Tí nhớ dài dữ Tí? Thôi cũng được. Tụi hai chờ chồng mày ăn đi. Nếu cần á, nói tao cho tiền mua thêm. Tao gì rồi, tao gì đây nè. Nè chứ không phải gì hai mặt tụi bay đâu. Đi mua lẹ đi. Một trái hay hai trái? Một, mệt quá à. Muốn mua mấy trái thì mua. Đi đi. Không lẽ là treo bảng lên nữa. Mà giảm hoài thì lỗ. Mà nếu không giảm thì không có con ma nào tới hết. Thiệt là khổ ghê vậy đó. Không có ma nào tới hết hả? Dạ, mời khách vào. Cảm ơn cưng. Sao hả? Sao tự nhiên thấy mặt tôi buồn so vậy trời? Thì tôi cũng là khách mà. Ủa, Xuân đâu rồi? Có tiền thì uống nước, không tiền thì về. Ở đây là quán xá bán buôn chứ không phải là nơi kết nối tình thâm mà kiếm con kiếm cái. Thôi được. Gia nhân đâu? Cho một ly cà phê đen đa. Dạ có ngay. Tăng. Nhanh đi. Phải lẹ chứ để mất công ông đi sao. Dạ có liền, có liền. Có ngay, cà phê đá tới đây. Dạ xin mời. Dạ xin mời khách. Dạ dạ xin mời khách. À, quay xong rồi tăng xong nó lên cái té nè. Dạ, dạ dạ em mời khách. Trong mặt quá. Nhìn mặt không ưa sao gặp hoài không biết. Mà con Xuân chừng nào nó ra?
không ra. Gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Tôi quan trọng là qua đây là tôi kiếm con Xuân, chứ còn tôi cũng đâu có hảo ba cái cà phê này đâu. Cà phê gì đâu mà dở ẹt vậy trời, quá sức dở. Thôi tính tiền là gì à? 48 ngàn. Cái gì? 48 ngàn. Ăn cướp người ta hả? Gì ăn cướp? À, ly cà phê, bà con muốn bột cà phê xong bà khuấy miếng nước vô trong này, cái bà đều khuấy khuấy lên, cái bà bỏ 2 ngàn bạc đá là bà làm 80 ly rồi. Bà lấy người ta 48 ngàn, chắc tiền dễ ăn cướp quá. Nè nè nè, anh muốn nói là anh phải nhìn lại nha. Anh nhìn cái ly cà phê của anh đi. Có gì đâu. Anh nhìn kỹ đi. Anh thấy cái ly cà phê của anh không? Nó đặc biệt vô cùng. Có gì đâu đặc biệt. Nó khác gì cái ly của người khác. Cái gì đặc biệt bà nói tôi nghe đi. Cái bông. Anh thấy cái bông không? Ly người ta không có bông mà cái ly của anh có bông. Thêm cái bông này vô là 48 ngàn hả? 48 ngàn. Uống cà phê xong rồi nhai cái này luôn hay sao? Tôi không cần biết. Bây giờ có trả hay không hay là tính là nói để ăn quỵt. 48 ngàn. Xin lỗi. Cuộc đời sáu ảnh chưa bao giờ biết ăn quỵt của ai nha. Ngon. 48 ngàn. Đây coi như xí cô hồn 48 ngàn. Thôi 2 ngàn. Khỏi cần. Đây có bông rồi, tặng luôn 2 ngàn. Mua nhang nữa. Cúng đi. Kêu tên 8 điệu 8 điệu. Về hưởng thụ 8 điệu. Cà phê chấm tam tuần tư bái à. Dạ dạ mắc dịch. Dạ dạ mắc gió. Anh giỏi cái họng của anh gì lắm á. Anh thử anh lên Sài Gòn anh uống ly cà phê của cái giá là bao nhiêu. Anh nói cái giọng anh này lắm. Anh giỏi anh quay lại đây đi. Cái ly có 48 ngàn quá. Cà phê ở trên Sài Gòn đó 48-50 ngàn. Con đào nó đẹp hú hồn ngang. Chứ còn cỡ bà nha, còn phải thối tiền lại tôi còn chưa uống. Xin lỗi bà cầm 50 ngàn nha. Vừa ăn sáng nè, vừa uống cà phê nè. Đó. Rồi vừa bo vừa ôm nữa còn chưa hết. Sao bệnh 50 ngàn của ông lớn lắm mà sao bệnh. Ông giỏi ông ôm tôi đi. Ông nhào vô đây ông ôm tôi đi. Tôi tình nguyện ông ôm tôi đó. Đừng có mơ nha gái. Tiền này là nói thôi. Cà phê, ăn sáng, chán dáng mặt mày còn chưa hết 50. Đâu có ngu gì đi ôm. Ôm tổn phước, tổn thọ lắm nghe. Ôm rồi lây cái hổn của bà hả? Cái mỏ bà dài như con cá nược á kìa. Gốm. Ôi đau lòng. Ê, 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 ông hai. Ê, ông ba chứ, ông ba. Ông ba. Ủa, con đang đi hẹn với người yêu mà. Sao khi đi trai tráng, khi về bụng beo vậy con? Rồi, tao biết rồi. Qua bển bị con An nó ghẹo, nó chọc, nó xúc phạm gì rồi mặt buồn đúng không? Tía, chuyện hai đứa con mà. Tía nhiều, không có. Tía nói vô làm gì vậy tía? Trời, cái chuyện của hai đứa là hai đứa. Nhưng mà nó đã xúc phạm tới con và tới gia đình mình là mình phải làm việc nó. Đi, đi với tía. Qua gặp sáu bảnh tí nói chuyện đó. Tí qua bển làm gì ổng nữa. Thôi 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 thôi, tí đừng có nhúng tay vô nữa. Mỗi lần tí nhúng tay vô là chuyện rối hơn không à. Con buồn dữ lắm rồi. Trong nhà người làm người phá không. Thằng lạ đời. Mình muốn bảo vệ nó mà nó nữa nó không chịu. Ủa sao kỳ vậy. Nè rồi cái thứ khôn nhà dạy chợ đi nha. Rồi á mày làm đi, mai mốt tao nói nè, cưới hỏi xong về nè, con An nó leo lên đầu mình nó ngồi à, lúc đó đừng có kêu tía ơi, cứu con. Ba Sáu coi nè, con mới tìm thêm được các mẫu mã mấy kiểu mới. Cái này mình áp dụng cho bà con của mình, làm ra để đa dạng sản phẩm lục bình xuất đi nước ngoài đó. Ba thấy đẹp không? Ôi rồi, mấy cái chuyện đó để qua một bên đi. Đang bực bội nó không có vô đầu được đâu. Tao đang bực dữ lắm. Cái máy bơm nước chưa đầy ruộng hay sao mà không tắt hết trơn trời ơi. Dạ chưa. Mà bác Sáu gặp chuyện gì? Mẹ 8 điệu đó mà. Trời ơi bác nói thiệt với con ăn. Cỡ cà phê cỡ nào không có. Tao uống chỗ nào cũng được hết trơn trời á.
Nhưng mà tao qua quán đó là tao uống là chi? Để tao ủng hộ bà. Dạ. Với gặp con gái của tao. Mà cuối cùng tao không gặp được con Xuân. Vậy mà bạn bè mà bà chặt đẹp tao, bà chém tao thấu xương luôn mày coi được. Mà sao bị chém hả? Ở trên thị xã hả? Quán nào người ta cũng đầu tư nhạc hiện đại hết trơn á. Rồi còn có hát với nhau nữa. Khách tới uống nước xong rồi còn được lên hát. Rồi nhiều khi hả, Tám buồn buồn á, Tám cũng có thể lên Tám hát một bản. Mà Tám lại hát hay nữa, biết đâu Tám thành ca sĩ luôn đó. Thiệt không con? Thì mình phải làm thử thì mình mới biết được. Ông bà ta có câu á, có gan thì làm giàu mà. Bây giờ Tám cứ đầu tư đi. Với lại còn có một người anh họ rất là rành về máy móc luôn, cho nên mình sẽ nhờ ảnh đi mua giùm cho mình. Ảnh sẽ chọn hàng xịn, đảm bảo. Mà lúc đó mình đầu tư cái dàn xịn rồi, đảm bảo là khách nườm nượp luôn. Nhưng mà anh họ của con nó ở đâu? Có ở gần đây không? Dạ gần chứ. Con chỉ cần á, khi nào mà Tám đi thì Tám nói con, là con kêu ảnh ra, ảnh đi cùng với mình liền. Rồi, như vậy là ngày mai. Ngày mai hai bác cháu mình cùng đi với nó để coi dàn máy nghe con ha. Dạ. Không. Gì? Sao vậy hả? Sao suốt ngày suối má tôi làm chuyện tào lao hoài vậy hả? Cô nha 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 nha. Suốt ngày cứ suối bậy không à. Suối bậy cái gì? Người ta nói gì có gì đâu mà suối bậy. Dạ thưa má, con mới qua. Thưa gì mà trễ vậy? Tại chồng con giành nói rồi. Trả lời son sỏn. Ai nói cái gì má cũng tin. Hãy ai nói cái gì má cũng tin hết. Mình kinh doanh buôn bán phải tính toán cho nó kỹ lưỡng. Chứ ai nói gì má suối bậy suối bạ má cũng tin là chết luôn á. Còn nói thiệt với má nha, mấy cái vụ mà dàn máy hát karaoke nhạc nào đó là ở trên thị xã, người ta là chỗ lớn, người ta làm được. Còn mình ở dưới vùng quê, mình làm kiểu đó sao mình làm được, lỗ chết luôn đó. Đúng rồi. Nếu đó má muốn mở á, má mướn nguyên đội kèn tây về đi, rồi thổi cho nó phù hợp với bà, quê. Bà nội cha mày, mướn kèn tây về làm đám ma cho quán tao hay chi vậy hả? Phù hợp với cái chất quê. Quê gì? Quê bộ không biết karaoke sao? Nhưng mà má làm vậy không có được đâu, con nói thiệt đó. Mày nghe, mày đừng có nghe theo lời vợ của mày nghe. Đừng có nghe lời vợ mày suối nghe. Tao mà quyết định rồi không ai cấm cản tao được hết á. Chồng con nói đúng á má. Đúng cái gì? Đi con. Dạ. Đi. Ghét. Tám ơi, vậy là ngày mai con lên trển con chọn trước, coi chỗ nào được nhất, xong rồi con chở Tám ra, Tám coi được giá thì mình mua luôn. Quyết định như vậy đi con. Dạ. Cái con chanh này không biết có cách nào mà dắt cho nó cạn nước. Dắt cái gì? Dắt chanh. Ta nói nó đã hết sức luôn đó là sao? Tôi nói thiệt anh, tôi không ngờ là con gái tôi nó thông minh dễ sợ, nó chơi khăm thằng chanh âm tọt. Cái mặt cha ức chế chịu nổi luôn á. Bởi vậy tôi nói thiệt với anh, tôi không phải anh mà tôi còn hả hê nè. Mình hả hay là tại vì chả từ xưa giờ chả chơi trên đầu trên cổ người ta không à. Bây giờ có người chơi lại chả vậy á là vừa. Nói thiệt anh á, chưa có thấy sắc mặt con chả lúc đó đâu. Trời ơi, chả tức bây giờ chả không dám đuổi con gái tôi. Vô ngạm rồi không có đuổi được, hiểu không? Cho nên tức lắm mà không biết sao. Tôi nói anh nghe là bữa nào anh nói con gái anh á, dạy cho con Xuân tôi vài chiêu coi, đặng tôi qua tôi cho con Xuân tôi nó trị con mẹ Tám Điệu coi, làm vài vố cho mẹ sợ. Anh nhắc tôi mới nhớ, hôm nay có ghé quán cà phê của bà Tám Điệu không? Tôi đi ngang tôi thấy cái quán của bà nó vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy đó. Trời ơi, không chừng bà ấy tội nghiệp bà lắm. Ui, tôi nói anh nghe, tôi mới ở đó về đây nè. Quán vắng là đúng rồi, ở đây nhà quê mà, làm đồ uống thì dở, bán thì mắc đó. Còn khuyên lơn á thì không có nghe. Mới mốt ở đây là cũng dẹp tiệm à, chứ không sớm muộn. Trời ơi, thiệt tình. Đã vắng khách rồi còn bày đặt là đòi này đòi kia đủ thứ mà vô mệt lắm. Có đòi gì? Dạ, dạ. Thưa tía con mới, tía mới qua. Thưa bác Bảy mới qua. Con. Ủa nãy tía ghé quán không thấy tụi bay. Tụi bay qua đây thăm tía hả? Tía, tụi con về đây tính nhờ tía một chuyện xong tụi con về liền à. Chuyện gì? Dạ, tía coi tía qua khuyên răng má con giùm cái. Tự nhiên giờ cái đòi mua nguyên dàn karaoke hát với nhau nghe để gì hút khách gì đó. Hai vợ chồng con khuyên muốn gãy lưỡi mà không có được. Thôi dẹp. Cái gì với biểu tao qua khuyên con mẹ Tám Điệu là khỏi đi ha. Thứ gì đâu mà lì như quỷ vậy. Nói người ta góp ý mà tưởng đâu rồi góp ý mà ba tưởng đâu lấy tiền bởi vậy đó. Tao mà xíu vô mắc công bà nói tao lo bao đồng. Thôi khỏi. Nè. Không ấy giờ tôi đề nghị anh vậy nè. Anh qua bên một chuyến coi nó ra làm sao. Tình làng nghĩa sớm mà. Tôi nghĩ là cái lời anh nói chắc chắn bà sẽ nghe. Thôi vậy đi. Tôi đi cùng với anh luôn.
Hai người nói là chắc chắn là ép phê với bà dữ lắm luôn á. Đúng rồi tía. Dạ bác Bảy nói đúng á. Đi đi tía. Tía. Nha. Dạ. Tôi nói không là không. Ý định của tôi đã quyết định như vậy rồi. Chắc anh đừng có cản đảng gì vô trong cái chuyện của tôi hết trơn trời. Chị bình tĩnh đi. Cái này là tôi cũng muốn góp ý cho chị thôi. Cũng muốn tốt cho chị đó. Chưa biết hướng suy nghĩ của chị nó tốt hay là nó xấu ha. Nhưng mà trước mắt á, là chị phải bỏ ra một mớ nữa rồi. Mấy chục triệu đó chứ không phải giỡn đâu. Tôi giải thích bao nhiêu lần rồi mà bà đâu có chịu hiểu. Con người nào họ thích hiểu là hiểu. Người ta không thích hiểu hoặc là người ta cái đầu người ta cạn, người ta không hiểu được là thôi chịu thua. Ở quê mình nó đâu có phù hợp cái kiểu này. Ở quê mình á, người ta thích á, dân giả bình thường, nghe cái nào nó êm dịu thôi. Tự nhiên cái đưa ba cái đồ ôn này về làm rầm 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 rầm. Người ta không làm tôi làm mới thấy mới mẻ nè. Thấy không? Chứ mà theo kinh doanh như mọi người vậy đó, có gì mới đâu, có gì đâu mà thu hút khách hàng đâu. Ủa? Thì bà mở ra cũng phải từ từ người ta mới biết tới bà chứ. Đâu phải một ngày một bữa người ta biết liền đâu. Thôi, bây giờ mấy anh không có nói nhiều. Bây giờ mấy anh tới đây ủng hộ uống nước cho quán tôi thì tôi cảm ơn. Chứ mà tới đây trách là ý kiến ý cò vậy á. Thì tôi xin mời.